Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 546, mày cắn tao. Một, khi trương dương trở về phòng nghỉ, thấy tâm tình của quan chỉ tình đã khôi phục lại bình thường. Điều này làm trong lòng trương dương trở nên yên ổn không ít. Quan chỉ tình đương nhiên biết trương dương vừa mới làm cái gì. Tuy rằng đây là lần thứ hai chứng kiến hành vi bạo lực của trương dương. Nhưng mà lần này quan chỉ tình cũng không hề nảy sinh cảm giác phản cảm đối với hắn, ngược lại còn sinh ra không ít hảo cảm bởi vì lần này Trương Dương ra tay là vì bảo vệ cô. Quan chỉ tình nói, Trương Tiên Sinh, tôi đi. Trương Dương nói, tôi tiến cô. Quan chỉ tình thấp giọng nói, không cần. Trương Dương nói, tôi sợ có phóng viên đuôi mù lại đến gây phiền phức cho cô. Quan chỉ tình không nói gì cả, chính là ngầm đồng ý để cho Trương Dương tiến cô, vừa rồi bị tên phóng viên của Đông Nam Nhật Báo đặt câu hỏi đã làm cho trong lòng cô còn sợ hãi. Trương Dương và Quan chỉ tình cùng đi ra ngoài cửa, bên ngoài có không ít phóng viên, thấy Trương Dương đi ra cùng với quan chỉ tình, không ai dám tiến lại phỏng vấn cả, Trương Đại Quan Nhân cười cười có chút đắc ý, xem ra có đôi khi nắm đấm mới là đạo lý cứng, đi đến bãi giữ xe lấy xe của mình, quay lại hỏi quan chỉ tình, cô ở chỗ nào? Quan chỉ tình có chút hứng thú nhìn thoáng qua xe của hắn, xòe cánh tay ra nói, khách sạn Hải Thiên. Trương Dương cũng quen thuộc khách sạn Hải Thiên, lúc hắn vừa đến Nam Thích, Trương Đức Phóng đã mở tiệc đón gió tẩy trần cho hắn, Hải Thiên cũng là một trong những khách sạn cấp 5 sao sớm nhất tại Nam Tích, nhưng mà Trương Dương lại không có nhiều ấn tượng tốt về Hải Thiên. Từ tòa thị chính muốn đi đến Hải Thiên thì phải đi ngang qua công trình trung tâm thể dục mới, lúc đi ngang qua, Trương Dương nhắc nhở riêng với Quan Chỉ Tình, chỗ này chính là công trường của trung tâm thể dục mới, đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Hải lần thứ 12 sẽ tổ chức vào tháng 10 sang năm tại chỗ này. Quan Chỉ Tình gật đầu, tâm tình của cô lúc này cũng không tốt. Bởi vì câu hỏi vô lễ của tên phóng viên kia mà đã trở nên có chút phiền muộn. Audio điện tử võ tấn bền. Trương Dương cũng rất hiểu biết về quan sát tâm lý của con gái, nhẹ giọng nói, hay là đi dạo ở công trường nha. Quan Chỉ Tình nói cũng tốt. Trương Dương trực tiếp lái xe vào công trường, Quan Chỉ Tình mở cửa xe nhảy xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi tò mò hỏi, đây là trung tâm thể dục mới của các người. Trương Dương gật đầu, Quan chỉ tình ngạc nhiên nói, ngay cả sân thể dục chủ còn chưa xây xong, anh xác định là đến tháng 10 sang năm, tất cả đều có thể làm xong. Trương Dương gật đầu tràn đầy tự tin, nói chuẩn bị khởi công đồng bộ, một phần kiến trúc hẳn là có thể hoàn thành vào tháng 6 sang năm, lắp đặt thiết bị và sanh hóa nhất định có thể hoàn thành vào tháng 8, không làm lỡ đại hội khai mạc. Quan chỉ tình chỉ là một người thường trong ngành kiến trúc, Trương Dương nói có thể hoàn thành, cô cũng tin đến 9 phần, thấy công nhân lui tới thật sự không ít. Trong nước không phải hay nói là nhiều người lực lượng lớn sao? Trương đại quan nhân chỉ trỏ trong công trường, nói chuyện thì trên trời dưới đất, quan chỉ tình cũng không khỏi bội phục cái tài ăn nói của hắn, rõ ràng là công trường xây dựng lộn xộn, mà theo sự miêu tả của hắn lại trở thành một bản kế hoạch xây dựng. Trương Dương chỉ chỉ về hướng Tây Nam, nói chỗ đó sau này là công viên thể dục, cuối tháng này chúng tôi bắt đầu khởi công, cái đầu tiên hoàn thành chính là hệ thống nước cho trung tâm thể dục mới lúc này bỗng nhiên nghe thấy tiếng chó sủa rất gấp từ xa truyền đến, có rất nhiều công dân chạy về hướng ấy. Quan chỉ tình nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói, hình như đã xảy ra chuyện. Trương Dương đưa mắt ra nhìn, phát hiện ra hướng mà các công nhân chạy đến chính là chỗ hai căn nhà của mạnh sĩ Cường, trong lòng hắn không khỏi ngẩn ra, thấp giọng nói, đi, xem thử một chút. Quan chỉ tình vốn không thích náo nhiệt, cô lắc đầu nói, tôi ở đây chờ anh, anh đi xem đi. Trương Dương cười cười, Bước đi qua, tiếng chó sủa càng ngày càng mãnh liệt, chờ khi hắn đến hiện trường thì mới rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Có hai công nhân lúc đi ngang qua đây, đã bị một con chó săn đột nhiên lao ra cắn, công nhân ở công trường đang tìm chủ nhà để cãi lý. Người nuôi chó là một người trung niên đen gầy, ông ta là anh em kết nghĩa của Mạnh Sĩ Cường, Lưu Quốc Trụ, bình thường ở chỗ nuôi chó của Mạnh Sĩ Cường. Mạnh Sĩ Cường lo rằng sẽ có người đập nhà của ông ta, cho nên ngày hôm nay đã cho Lưu Quốc Trụ mang theo hai con chó săn đến trông nhà giúp ông ta, ai mà ngờ rằng vừa mới có người đi ngang qua, thì con chó đã nhào ra cắn. Chân của hai công nhân kia bị cắn đến máu chảy đầm đìa, những người khác đều căm giận chỉ trích Lưu Quốc Trụ, chất vất ông ta vì sao thả chó ra cắn. Lưu Quốc Trụ cưỡng từ đoạt lý nói, ai kêu bọn họ chạy đến nhà của tôi. Ai biết bọn họ có mục đích gì, cho thấy người lạ tiến vào, đương nhiên là muốn cắn hai công nhân ôm chân nói tôi chưa có vào tôi chỉ đi ngang qua con chó của ông ta đã cắn người trương dương nói trước tiên đưa người đến bệnh viện đi mau tiêm vaccine chống chó dại bây giờ chó dại bị điên nhiều lắm lỡ như bị bệnh dại thì phiền phức lưu quốc trụ không nhận ra trương dương ông ta lớn tiếng nói chó của tôi rất sạch sẽ không có bệnh trương dương cười lạnh nói chó có bệnh hay không ông nói cũng không tính ông có giấy phép nuôi chó không Lưu Quốc Trụ nói, hừ, tôi không mang. Trương Dương nói, không mang thì là chó hoang vô chứng, chó hoang vô chứng cắn người, thì xử lý. Lời nói của hắn nhanh chóng được công nhân xung quanh nhất trí tán thành. Lưu Quốc Trụ thấy quần chúng nổi nóng không khỏi có chút khiếp đảm, ông lầm bầm nói, không phải chỉ là tiền thuốc men thôi sao. Tôi đưa là được, lời còn chưa dứt, thì hai con chó săn đã bắt đầu sủa về hướng của Trương Dương, một con còn nhào cả người lên, vươn đầu về phía trước, làm ra vẻ muốn cắn trương dương bị lưu quốc trụ kéo chặt lại trương đại quan nhân căm tức nhìn con chó kia nói mày hướng về tao à mày dám can đảm hướng về tao à con chó kia tính tình hung hãn dãy dụa lao đến hướng về trương dương lưu quốc trụ thấy trương dương từng bước đi đến gần nhắc nhở hắn tránh xa ra tránh xa ra nếu nó cắn cậu tôi không chịu trách nhiệm trương dương cười ha hả nói để nó cắn thử xem Khoảng cách giữa Trương Dương và con chó càng ngày càng gần, hai con chó đều vô cùng bất an, nhảy lên sủa liên tục. Trương đại quan nhân đột nhiên vươn tay ra, nổi giận quát lớn: "Súc sinh, dám sủa tao à?" Bốp, một cú vỗ chụp xuống đầu của con chó. Không ai nghĩ rằng Trương đại quan nhân lại đột nhiên ra tay, không ai ngờ rằng hắn lại đánh chó trước mặt mọi người. Con chó đó ẳng lên một tiếng rồi té xuống đất, tứ chi co giật một chút rồi không còn nhúc nhích nữa con chó còn lại thấy đồng loại bị Trương Dương vỗ cho một cái thành bộ dạng này, sợ đến nổi ẳng ẳng một tiếng, lùi về phía sau, nằm phục xuống đất. chương 546, Mày cắn tao. hai Lưu Quốc trụ thấy bộ dạng của con chó như vậy, vừa thương vừa sợ, ngồi xổm xuống kiểm tra con chó một chút, con chó không cử động, mất toàn bộ khí lực, sợ rằng khó mà qua nổi. Lưu Quốc trụ giận dữ hết, cậu chờ đấy, con chó này trị giá đến 30 ngàn, cậu không may rồi. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nói còn nói lời nhảm nhí, tôi đập ông luôn đó, gọi điện cho mạnh sĩ cường, kêu ông ta mang tiền đến, công nhân của công trường không thể để ông ta cắn không. Đám công nhân này có Trương Dương làm chỗ dựa, cả đám đều kiên cường lên, đều nói đúng, không thể để cho bọn họ cắn không. Có người kêu lên, đập nhà của bọn họ đi, dựa vào cái gì mà vừa chiếm đất còn cắn người. Đúng, đập phòng đi. Dưới loại tình huống này, nếu như Trương Dương không ngăn lại, thì căn nhà này khẳng định sẽ bị đám công nhân phẫn nộ này đập nát. Lưu Quốc Trụ thấy quần chúng nổi giận, cũng có chút sợ hãi, mặt biến trắng bệch. Mạnh sĩ Cường kêu ông ta mang chó đến trông côi nhà, bây giờ nhà có thể bị đập, còn chó thì bị người ta đánh chết, ông ta run tay móc điện thoại ra. Trương Dương nói, mọi người hãy nghe tôi nói, nhà không thể đập, người ta có thủ tục hợp pháp, không thể đập, đập nhà người ta thì chúng ta đã làm trái pháp luật, mọi người trước tiên là mang hai người này đến bệnh viện đi, ngàn vạn lần đừng làm chậm chế việc chữa trị cho bọn họ. Mấy người công nhân đỡ hai người bị cắn đi, còn những người khác thì tiếp tục vây lấy Lưu Quốc trụ. Quan Chỉ Tình thấy Trương Dương đi một hồi mà vẫn chưa trở về, cũng đi qua. Trương Dương thấy Quan Chỉ Tình đến, cười áy náy với cô, nói: xin lỗi, xảy ra chút chuyện, bị chậm lại một hồi. Quan Chỉ Tình nói: nếu như anh có việc, thì để tôi đón xe về trước. Trương Dương nói: không có gì cả, để tôi đưa cô về lúc hai người chuẩn bị rời đi, thì thấy hai chiếc ô tô chạy cấp tốc về hướng này, dừng lại trước mặt của bọn họ, người đầu tiên lao xuống từ trên xe là Mạnh Sĩ Cường, ông ta gạt đoàn người ra mà lao đến chỗ con chó đã chết, vành mắt đỏ lên, kêu rên tái hổ. Tái hổ, nước mắt thương tâm cũng sắp rơi ra rồi. Lưu Quốc trụ tiến lại nói nhỏ bên tai ông ta chuyện vừa xảy ra, Mạnh Sĩ Cường đứng lên, căm tức nhìn Trương Dương, đi đến trước mặt hắn nói cậu đánh chết chó của tôi trương dương cười nói đánh chết thì thế nào loại chó dại cắn loạn người này nếu như ngăn lại trễ chúng nó còn có thể tạo thành thương tổn cho nhiều người mạnh sĩ cường nói con chó của tôi mua ba chục ngàn đấy cậu đền nổi không trương dương nói mạnh sĩ cường tôi nói cho ông biết ông thả chó hành hung người tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm của ông thế nào muốn cắn ngược lại tôi một phát à một đồng tiền cũng không có đâu còn hai căn nhà này nữa bồi thường của ông đã đến hạn nếu ông không muốn, vậy thì sẽ không có, còn hai công nhân bị chó cắn bị thương, ông cần phải chịu toàn bộ trách nhiệm, lát nữa đưa tiền thuốc men tiền trị liệu, còn có tiền làm công của bọn họ nữa, ông cũng phải đưa. Mạnh sĩ Cường cả giận nói, nhà của tôi có đầy đủ giấy tờ chính quy, chó của tôi cũng có giấy chứng nhận đầy đủ, cậu giết chó của tôi, tôi phải kiện cậu. Trương Dương nói, được thôi, muốn kiện cứ kiện, từ giờ trở đi, còn có con chó hoang nào lui tới ở công trường, cứ việc giết không tha. Cơ thể của mạnh sĩ cường hơi run rẩy một chút, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, nếu như không phải ngại Trương Dương là chủ nhiệm ủy ban thể dục, thì ông ta đã sớm nện một đấm vào mặt của Trương Dương. Trương Dương nói xong những lời này, xoay người lại hướng quan chỉ tình, cười nói chúng ta đi. Mạnh sĩ cường tràn ngập oán độc nhìn bóng lưng của Trương Dương, nhưng đến cuối cùng cũng không dám tiến lại ngăn cản. Cùng lúc đó, Cục trưởng Cục xây dựng thành phố Mạnh sĩ sung cũng bị gọi đến ủy ban kỷ luật thành phố, Mạnh Sĩ Sung rất thấp thỏm, bất luận cán bộ nào đi đến ủy ban kỷ luật đều có chút sợ. Bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên cũng nhìn ra ông ta bất an, mỉm cười nói, "Đồng chí Sĩ Sung, không cần khẩn trương, ngày hôm nay tôi gọi cậu đến, chỉ là hỏi một số tình huống." Mạnh Sĩ Sung nói, "Bí thư Lý, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp công tác của ngài." Lý Bồi Nguyên đi thẳng vào vấn đề nói trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới có hai căn nhà thuộc về đại ca của cậu Mạnh Sĩ Cường. Bây giờ đã làm ảnh hưởng đến việc xây dựng trung tâm thể dục mới, cậu cần phải làm công tác tư tưởng cho anh cậu. Mạnh sĩ sung vừa nghe đến chuyện này, liền bắt đầu yên lòng, ông ta cố ý thở dài nói, bí thư lý, chuyện này tôi thật sự rất khó xử, lần này tôi là một trong các thành viên của tổ công tác chỉnh đốn kiến trúc trái phép, tôi đương nhiên biết nên làm thế nào, hai ngày nay, có thể nói là tôi đã dùng hết mọi cách để thuyết phục đại ca của tôi, chỉ là anh ấy không nghe tôi, kiên trì đòi bồi thường, tôi đã sắp trở mặt với anh ấy luôn rồi, ông ta muốn phủi sạch quan hệ, không phải là ông không đi làm công tác, mà là bên đại ca nói không thông được. Lý Bồi Nguyên nói, vốn chuyện này không đến lượt tôi quản, nhưng mà căn cứ theo tình huống mà chúng tôi nắm giữa thì trong chuyện này lại có xuất hiện vấn đề trái phép. Nói đến đây Lý Bồi Nguyên cố ý dừng lại một chút, cái lỗ tai của mạnh sĩ sung nhất thời dựng thẳng lên, Lý Bồi Nguyên cũng không phải là vô duyên vô cớ nhắc đến hai chữ trai phép, xem ra diễn biến của chuyện này có chút trầm trọng rồi. Lý Bồi Nguyên nói, con người ai mà không phạm sai lầm, cán bộ chúng ta cũng là người thường, là người thì đều có thất tình lục dục, tuy rằng tôi làm công tác của Ủy ban kỷ luật, nhưng mà đối với các cán bộ chúng ta từ trước đến giờ đều rất khoan dung, lấy nguyên tắc phê bình giáo dục làm việc chính, không đến nỗi bất đắc dĩ, thì tôi cũng không muốn xử phạm bất kỳ đồng chí nào cả trong lời nói của Lý Bồi Nguyên bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Mạnh sĩ sung lăn lộn trong thể chế nhiều năm như vậy, làm sao mà không nghe ra ý ngoài lời nói của Lý Bồi Nguyên, ông ta đang muốn giải thích. Lý Bồi Nguyên không cho ông ta cơ hội giải thích, tung ra một vấn đề làm cho mạnh sĩ sung hết hồn, kế hoạch quy hoạch trung tâm thể dục mới đã có từ 3 năm trước, mà miếng đất ấy cũng đã được liệt vào hàng đặc biệt, hai căn nhà của anh trai cậu lại xây dựng ngay trên miếng đất có, một loạt công việc thủ tục còn chưa đến 2 năm, chuyện này rốt cục là thế nào? Mạnh sĩ sung nói, cái này. Lý Bồi Nguyên nói, cậu không cần giải thích, loại chuyện này cậu hiểu, tôi cũng hiểu, phạm phải sai lầm không sao, quan trọng là có thái độ sửa chữa, chỉ cần biết sửa sai thì vẫn có thể là đồng chí tốt. chương 546, Mày cắn tao. 3. Mồ hôi lạnh từ phía sau lưng của mạnh sĩ sung chậm rãi chảy xuống, Lý Bồi Nguyên đã nói rất rõ ràng, người ta nắm giữ chứng cứ đầy đủ, mạnh sĩ sung cho đến giờ đều chưa từng sơ sót, lúc đầu đại ca tự cho là thông minh, thông qua quan hệ của ông mà lấy được quyền sở hữu nhà đất, cho rằng làm như vậy thì trên pháp luật mình sẽ có quyền hợp pháp, nhưng mà bây giờ mới biết được thủ tục lúc đầu trước ban là một quả bom hẹn giờ chôn xuống người của mình. Người ta không phải là kẻ ngu, chỉ cần điều tra về lúc làm giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, thì sẽ có thể tìm ra đủ kẻ hở, cũng đủ chứng minh, bọn họ lừa gạt gây chuyện. Lý Bồi Nguyên vỗ vỗ vai của Mạnh Sĩ Sung, nói, đồng chí Sĩ Sung, là một đồng chí tiếp thu giáo dục của Đảng và Quốc gia nhiều năm, cậu hẳn là hiểu rõ quan hệ lợi và hại, hẳn là nên lấy đại cục làm trọng, lời thì tôi không nói nhiều, cậu tự về suy nghĩ đi. Mạnh Sĩ Sung thất tha thất thiểu đứng dậy, lúc gần đi cũng không quên cúi mình vái chào Lý Bồi Nguyên. Ông ta đã hoàn toàn bị Lý Bồi Nguyên hù dọa, sau khi rời khỏi ủy ban kỷ luật, trong đầu mạnh sĩ sung trống rỗng, có thang máy không đi, mà đi thang bộ từ lầu 7 đi thẳng một đường xuống, đi ra ngoài phòng khách còn chưa phục hồi tinh thần lại, mãi cho đến khi gọi tên ông ta, ông ta mới như tỉnh lại từ trong mộng, là Phó thị trưởng Vương Hải Ba đi đến trước mặt, Vương Hải Ba là cấp trên cũ của Mạnh Sĩ Sung. Quan hệ của hai người cũng không tồi, Mạnh Sĩ Sung vội vàng chào hỏi ông ta. Vương Hải Ba nói, sao thế? Mặt mày như đưa đám, bị ai phê bình à? Lãnh đạo vô cùng hiểu thuộc hạ của mình, từ biểu tình trên mặt đã có thể đoán ra được. Mạnh sĩ Sung thở dài, trước mặt của Vương Hải ba ông cũng không giấu giếm, vì thế đem chuyện ủy ban kỷ luật gọi mình lên nói ra. Vương Hải ba nghe xong, không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói, bên công trường trung tâm thể dục mới gần đây đúng là náo nhiệt thật, nói xong ông đi ra ngoài cửa lớn, mạnh sĩ Sung cũng vội đuổi theo, ông ta hy vọng lần này có thể được lãnh đạo cố chỉ điểm. Vương Hải ba đương nhiên là hiểu rõ tâm tình của mạnh sĩ Sung, chỗ kia là trốn đông người, có vài lời ông không tiện nói hai người đi đến bãi giữ xe, mạnh sĩ sung lên xe của Vương Hải Ba, đóng cửa xe lại xong, Vương Hải Ba mới nói, giác ngộ của cậu luôn luôn rất tốt mà, sao lần này lại hồ đồ như vậy? Mạnh sĩ sung hoảng sợ nói, lãnh đạo, ngài chỉ điểm cho tôi đi. Vương Hải Ba nói, siêu thị cát tinh còn bị đập, hậu trường của đại ca cậu cứng hơn lý trường phong sao? Bí thư từ có nói qua một chữ nào về chuyện của siêu thị cát tinh không? 7 triệu, muốn tiền muốn đến điên rồi sao? làm cán bộ rốt cục là lợi ích kinh tế quan trọng hay là lợi ích chính trị quan trọng. Mạnh sĩ sung bị Vương Hải Ba nói như vậy xấu hổ không gì sánh được, ông ta ngượng ngùng nói, không phải là tôi muốn tiền, mà là đại ca của tôi. Vương Hải Ba nói, công trình trung tâm thể dục mới đã trở thành chỗ tập trung của toàn dân, thị trường hạ trong cuộc họp đã nhấn mạnh phải gia tăng xử lý kiến trúc trái phép triệt để. Cậu thân là cục trưởng cục xây dựng thành phố, vốn là nơi đứng đầu sóng ngọn gió, nếu như không xử lý tốt, Hậu quả thế nào, từ cậu cũng có thể hiểu. Nghe Vương Hải Ba nói xong, mạnh sĩ Sung liền hối hận đến túi ruột. Mình cần gì phải xen vào chuyện này? Cứ kêu đại ca thành thật đập nhà đi, không phải tốt hơn sao? Lợi ích kinh tế và lợi ích chính trị so với nhau, thì cái trước căn bản là không đáng nhắc đến. Nếu như không có cái sau làm bảo đảm, thì làm sao có thể giữ được lợi ích kinh tế ở phía trước? Sau khi ra khỏi xe của Vương Hải Ba, chuyện đầu tiên mà mạnh sĩ Sung làm chính là gọi điện cho đại ca mạnh sĩ Cường điện thoại vừa được chuyển liền nghe thấy tiếng khóc nức nở của mạnh sĩ cường mạnh sĩ sung cảm thấy đại ca có chút khác lạ kinh ngạc hỏi đại ca anh làm sao vậy mạnh sĩ cường tràn ngập bi phẫn nói tên khốn trương dương kia hắn đã đánh chết tái hổ của anh rồi mạnh sĩ sung nghe vậy cả kinh ông ta biết đại ca không có con cái từ trước đến giờ đều là yêu chó như mạng nhất là đối với con tái hổ đó quả thật là đối đãi như con ruột vậy trương dương một vỗ đánh chết tái hổ cũng giống như giết đi ruột thịt của anh trai. Mạnh sĩ sung vội vàng an ủi, đại ca, anh đừng đau lòng, ngàn vạn lần đừng xúc động, em lập tức đến ngay. Lúc mạnh sĩ sung đi tới hiện trường, mạnh sĩ cường vẫn còn ngồi ngơ ngác nhìn con chó đã chết, thấy em trai đến, mạnh sĩ cường bi phẫn nói, 30 ngàn, anh bỏ 30 ngàn để mua con chó, vậy mà lại bị hắn vỗ chết. Nghe đại ca nói như vậy, mạnh sĩ sung ngược lại yên tâm rất nhiều, xét đến cùng mạnh sĩ cường vẫn chỉ tiếc tiền, ông ta tiến lên kéo đại ca nói quên đi ai kêu anh thả chó đi bậy để nó cắn người chứ mạnh sĩ cường giận dữ nói anh không phải là muốn bảo vệ hai căn nhà này sao mạnh sĩ sung thở dài nói đừng bảo vệ nữa ủy ban kỷ luật vừa gọi em lên nói chuyện mạnh sĩ cường nao nao mạnh sĩ sung đem chuyện vừa rồi kể lại một lần mạnh sĩ cường nghe xong cũng trợn tròn mắt thủ tục của hai căn nhà này lúc đầu đều là nhờ quan hệ của em trai làm giúp nếu như thành phố thật sự truy cứu, bọn họ nói không được, nhưng mạnh sĩ cường cũng không cam lòng đập nhà như thế, nhất là con chó ông yêu nhất lại bị Trương Dương đánh chết, cục giận này ông rất khó nuốt xuống. Mạnh sĩ cường nói, không thể bỏ qua như vậy được, tái hổ của anh không thể chết oan. Mạnh sĩ sung đang muốn khuyên, điện thoại di động lại vang lên, móc ra nhìn là cục quy hoạch cục trưởng Hoác Đình Sơn gọi tới, điện thoại vừa chuyển, Hoác Đình Sơn liền kêu lên, lão mạnh, không giúp thì cũng đừng hại người chứ tôi đồng ý cho đại ca của ông xây nhà hồi nào mạnh sĩ sung vừa nghe hoác đình sơn nói liền rõ ràng mười phần là ông ta cũng bị ủy ban kỷ luật kêu lên nói chuyện mạnh sĩ sung nói ông đừng vội có phải là cấp trên tìm ông nói chuyện không hoác đình sơn ừ một tiếng thở dài nói lão mạnh à ông nói với sĩ cường một chút đi lúc đầu mọi người hỗ trợ cho ông ta đều là nề mặt của ông cả không thể bởi vì hai căn nhà này mà làm tất cả mọi người bị ảnh hưởng Mạnh sĩ sung đáp ứng liên tục, cúp điện thoại, ông thở dài nói với đại ca, hai căn nhà này, phải đập. Mạnh sĩ cường tìm đến phó chủ nhiệm ủy ban thể dục tăng kim đường, biểu thị đồng ý phá bỏ và rời đi nơi khác, tiếp thu bồi thường 60 000 đồng. Ông ta cũng là không có cách nào nữa, trong lòng nói 60 thì 60, tốt hơn là không có, tình huống trước mắt mà xem, 7 triệu chắc chắn không có rồi, chó phỏng chừng cũng chết oan, có thể kiếm được bao nhiêu thì cứ kiếm, Tang Kim Đường nghe nói ông ta đồng ý phá bỏ và rời đi nơi khác cũng vô cùng vui vẻ, nhưng ông không thể làm chủ, hiện tại ủy ban thể dục là do Trương Dương quyết định, ông ta nhanh chóng gọi điện cho Trương Dương, Trương Dương nghe nói xong, lập tức nói, ông nói với ông ta giúp tôi, một đồng cũng không cho, lúc trước cho ông ta cơ hội, ông ta không cần, bây giờ tìm tôi lấy tiền, một đồng cũng không có, còn phải đưa tiền thuốc men cho hai người công nhân bị chó của ông ta cắn nữa. Chương 546, mày cắn tao 4. Tang Kim Đường buông điện thoại xuống, vẻ mặt khó xử, đem câu trả lời của Trương Dương nói cho Mạnh Sĩ Cường, Mạnh Sĩ Cường vừa nghe liền nổi nóng thật sự là khinh người quá đáng, mình đã đồng ý phá bỏ và rời đi nơi khác, vậy mà 60.000 đồng lúc đầu hắn đáp ứng lại không đưa, Mạnh Sĩ Cường nói tôi có thủ tục hợp pháp, dựa theo điều kiện bồi thường của chính phủ, các người phải đưa tiền cho tôi. Tang Kim Đường cười khổ nói, chuyện này tôi nói không được, ông cũng đừng tìm tôi, tìm chủ nhiệm Trương nói đi. Mạnh sĩ cường cả giận nói, hắn cũng phải phân rõ phải trái, cho dù là không có thủ tục còn phải dựa theo thành phẩm xây dựng mà bồi thường chứ. Tôi có thủ tục hợp pháp, dựa vào cái gì mà hắn không bồi thường cho tôi. Tang Kim Đường nói, nếu không ông chờ một lát, chờ hắn trở về ông đi thương lượng với hắn. Lúc nói chuyện, xe của Trương Dương đã chạy vào trong sân của Ủy ban Thể dục, hắn vừa mới đưa quan chỉ tình đến Hải Thiên, mời quan chỉ tình ăn tối, để tỏ lòng ấy náy đối với việc cô ta bị quấy rối ngày hôm nay, vận tiện tiến đưa quan chỉ tình về lại nước Mỹ, quan chỉ tình cũng đáp ứng lời mời của hắn. Trương Dương đi tới trước phòng làm việc, còn không có vào cửa thì đã thấy tang kim đường cùng mạnh sĩ cường đi ra, Trương Đại Quan Nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói, quản lý mạnh, sao ông lại rảnh rỗi đến ủy ban thể dục chúng tôi vậy? Mạnh sĩ cường nói, chủ nhiệm Trương, tôi tới là vì bàn chuyện phá bỏ nhà ở và di rời. Trương Dương chỉ chỉ tang kim đường nói, ông tìm chủ nhiệm tang đi, bây giờ tôi rất bận không rãnh quan tâm đến mấy chuyện nhỏ này. Trong giọng nói tràn ngập vẻ chẳng đáng, lúc trước tôi tìm ông nói chuyện, ông không phối hợp, hiện tại ông tìm tôi nói chuyện, tôi cũng không có thời gian nói với ông. Vẻ mặt tang kim đường đầy sự khó xử, thằng nhãi này đẩy mọi trách nhiệm lên mình trước mặt người khác, nhưng mà lời ông nói căn bản là không dùng được, thằng nhóc cậu không phải muốn hại người sao. Mạnh sĩ Cường nói, tôi có vài lời muốn nói rõ với chủ nhiệm Trương. Trương Dương đẩy cửa phòng làm việc ra đi vào, Mạnh sĩ cường đi vào theo, tăng kim đường do dự một chút cũng theo vào. Thái độ của trương dương vô cùng lãnh đạm, đặt cặp lên bàn làm việc, sau đó cầm lấy điện thoại gọi ra công trường. Đầu tiên là hỏi thăm một chút về hai công nhân bị chó cắn, xác định là không có gì trở ngại thì mới yên lòng. Sau đó lại nói với người phụ trách hiện trường công trường, nói các người nghe đây, từ giờ trở đi, phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới không cho phép bất luận đơn vị hay cá nhân nào tiến hành bất luận hành vi xử lý các kiến trúc trái phép. Bất kỳ kiến trúc nào dỡ bỏ đều phải do tôi phê chuẩn." Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Tang Kim Đường Hòa Mạnh Sĩ Cường đều nghe ra, lời này là nói cho Mạnh Sĩ Cường nghe. Trương Dương đang nói cho Mạnh Sĩ Cường, ông không chỉ không có quyền sở hữu hai căn nhà đó, mà ngay cả quyền dỡ bỏ ông cũng không có, không có cái gật đầu của tôi, hai căn nhà của ông không thể đập. Trương Dương ngẩng đầu, trên mặt cuối cùng cũng có ý cười, "Ngồi đi, có cái gì nói nhanh lên, tôi còn có việc." Tang Kim đường dù sao cũng có chút giao tình với Mạnh Sĩ Cường, ông ta giải vây thay Mạnh Sĩ Cường, nói chủ nhiệm Trương, là như vậy, quản lý Mạnh đã đồng ý dỡ bỏ hai căn nhà trong trung tâm thể dục mới, cũng đồng ý làm ra nhượng bộ trong bồi thường, chấp nhận phương án bồi thường 60 ngàn của cậu lúc đầu đưa ra. Trương Dương nhíu nhíu mày đầu nói, "Lão Tang à, vừa rồi trong điện thoại không phải tôi đã nói rồi sao?" Một đồng cũng không cho ông ta. Hắn chuyển hướng mạnh sĩ Cường nói, ông còn muốn tôi lập lại mấy lần. Mạnh sĩ Cường kiềm nén lửa giận nói, tôi có thủ tục chính quy, nếu như không phải em trai tôi khuyên tôi chiếu cố đại cục, ủng hộ xây dựng thành phố Nam Thích, tôi sẽ không đáp ứng phá bỏ và rời đi nơi khác. Trương Dương nói, đâu có ai ép ông đáp ứng đâu, ông có thủ tục, thủ tục của ông làm chưa đến 2 năm, kế hoạch quy hoạch của thành phố lại được định ra vào 3 năm trước. Ông thật là có bản lĩnh, có thể xây nhà trên mảnh đất mà chính phủ đã phê duyệt còn có thể lấy được thủ tục chính quy. Cậu, Trương Dương cười nói, tôi không biết ông thông qua cái gì mà lấy được thủ tục chính quy, tôi cũng không có hứng thú cha, chuyện này không phải tôi quản, muốn quản cũng là chuyện của ủy ban kỷ luật, tôi không đưa bồi thường cho ông, là bởi vì tôi không dự định đập nhà của ông. Đập nhà chính là giúp ông hủy diệt chứng cứ, ông không phải có thủ tục chính quy. Tốt, để cơ quan có thẩm quyền điều tra một chút, thủ tục của ông rốt cuộc là hợp pháp hay không hợp pháp mảnh đất mà thành phố phê chuẩn chuyên dụng, đất dùng để xây dựng trung tâm thể dục mới, vì sao lại đột nhiên nhảy ra hai căn nhà hợp pháp, quản lý mạnh, tôi biết ông có biện pháp, chuyện này không làm khó được ông. Mạnh sĩ Cường có chút sợ, ông ta thật sự đang có chút sợ, vừa rồi em trai và cục trưởng cục quy hoạch Hoác Đình Sơn đều khuyên nên đập nhà đi, hiển nhiên đã cảm thấy không ổn, bây giờ Trương Dương nói như vậy, mạnh sĩ Cường cũng ý thức được vấn đích nghiêm trọng, Thủ tục hợp pháp của mình có thể sẽ gây cho em trai và người khác phiền phức rất lớn. Tang Kim Đường nhìn biểu tình phức tạp của Mạnh Sĩ Cường, nội tâm không khỏi có chút đồng tình. Thằng nhãi này vì sao muốn đấu với Trương Dương, sớm đáp ứng phá bỏ và di rời không phải song sao? Tự nhiên còn muốn đòi tiền, thật sự là thấy lợi tối mắt. Mạnh Sĩ Cường đang do dự, ông muốn chịu thua, chỉ là mặt mũi cá nhân lại không cho phép ông làm như vậy. Trương Dương nói, ông còn có việc sao? không có việc gì thì mau đi trả tiền thuốc men cho người ta, cho cắn người không phải việc nhỏ, làm không tốt là sẽ bị kiện. Mạnh sĩ Cường nói, yêu cầu của tôi không quá đáng, nhà của tôi xây lên cũng tốn không ít tiền, các người không thể nói đập là được, tôi. Trương Dương cắt đứt lời của ông ta, là tôi nói không rõ ràng hay là đầu óc của ông có vấn đề. Tôi đã nói là không đập, nhà của ông sẽ không đập, cho ông giữ lại, chờ ủy ban kỷ luật điều tra rõ ràng đích thủ tục hợp pháp của ông đã, bây giờ ông đã thỏa mãn rồi, chủ nhiệm tang, giúp tôi tiến ông ta. Mạnh sĩ cường hoàn toàn bị Trương Dương đánh bại, tuy rằng ông không cam lòng, nhưng hắn không dám cầm số phận và tiền đồ của em trai và nhiều người khác ra làm tiền đặt cược. Nghe Trương Dương hạ lệnh đuổi khách, ông chỉ có thể gật đầu, lui đi ra ngoài. Tang Kim Đường cùng ông ta đi ra, đi tới cửa thang lầu, Tang Kim Đường tràn ngập đồng tình nhìn ông ta, thở dài nói, nếu không ông thương lượng lại với cục trưởng mạnh đi. Mạnh sĩ cường hé miệng, ông miến cưỡng nặn ra một nụ cười, chủ nhiệm tang, làm phiền ông rồi. Ông ta đi xuống dưới lầu, quay đầu lại nhìn lên phòng làm việc của Trương Dương, hận không thể dùng xăng đốt chết Trương Dương, chỉ là ông không có lá gan đó, nhớ tới lời nói của Trương Dương, trong lòng có chút sợ, nhanh chóng gọi điện thoại cho em trai. Mạnh sĩ sung nghe xong, không khỏi oán giận nói, đại ca, đã đáp ứng phá bỏ và di rời rồi, cần gì phải quan tâm đến sáu chục ngàn đó, người ta căn bản là là muốn làm to chuyện này, quên đi, đừng coi tiền quá nặng. Mạnh sĩ Cường nói, hắn nói trước mặt anh, nói không đập, cần phải giữ lại chứng cứ cho cơ quan có thẩm quyền. Mạnh sĩ Sung vừa nghe liền hiểu rõ, cơ quan có thẩm quyền chính là ủy ban kỷ luật, chuyện này cũng không thể để Trương Dương tiếp tục được nữa, nếu còn để tiếp tục thì không biết sẽ thành bộ dạng như thế nào. Mạnh sĩ Sung nói, đại ca, anh phải nghe em nói một câu, bình tĩnh lại, trở về gặp mặt nói với hắn là không cần tiền. Cái này, chương 547, có mắt không trọng một. Người sống trên đời phải có mặt mũi, mạnh sĩ cường nghe em trai nói như vậy thì có chút không vui, sĩ sung, anh đã rất nhượng bộ, 10 triệu giảm xuống 7 triệu, bây giờ 7 triệu lại biến thành 60 ngàn, nhưng hắn cũng quá cuồng, một đồng cũng không cho anh, rồi còn giết chó của anh, 30 ngàn đấy, anh đã nhịn, nhưng em lại kêu anh quay đầu nhận thua, anh không đi. Nhắc tới con chó, Mạnh sĩ cường lại đau lòng. Mạnh sĩ sung nói, đại ca, đây không phải là lúc tức giận, anh cũng không phải không biết, ngày hôm nay ủy ban kỷ luật gọi em và cục trưởng hoác lên nói chuyện, chuyện này phải giải quyết, càng nhanh càng tốt, để tránh đêm dài nhiều mộng. Mạnh sĩ cường nói, vậy em sẽ không để ý đến mặt mũi của anh, anh lớn tuổi như vậy, em bắt anh cúi đầu trước hắn, anh mặc kệ. Mạnh sĩ sung lo lắng một hồi, thấp giọng nói, như vậy đi, em gọi điện trước cho hắn, hỏi trước ý của hắn, anh đừng vội đi, nhà không đập, thì chính là một quả bom hẹn giờ, còn không biết hắn sẽ dùng chuyện này làm ra cái gì. Mạnh sĩ cường thở dài, trong lòng phiền muộn tới cực điểm, sớm biết rằng Trương Dương phiền phức như thế, không bằng thành thật đập nhà đi, cũng không đến mức xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mạnh sĩ sung suy nghĩ một hồi lâu, mới gọi cho Trương Dương, ông trực tiếp gọi tới phòng làm việc của Trương Dương. Đại ca Mạnh Sĩ Cường nói cho ông biết lúc này Trương Dương đang ở phòng làm việc điện thoại được chuyển mạnh sĩ sung cố gắng ôn hòa thân mật nói chủ nhiệm trương tôi là cục trưởng cục xây dựng thành phố lão mạnh đây trương đại quan nhân nghe được cách nói của mạnh sĩ sung thiếu chút nữa cười ra tiếng nhịn một hồi lâu mới nói lão mạnh hả tìm tôi có việc gì không mạnh sĩ sung tự xưng lão mạnh đó là khiêm tốn nghe hắn cũng gọi mình như thế ngược lại có chút khó chịu nhưng bây giờ người ta đang cầm nhược điểm của mình dù có khó chịu cũng không có thể biểu hiện ra ngoài cười ha hà một tiếng nói chủ nhiệm trương à chuyện đại ca của tôi tôi đã đã biết tôi đã hung hăng phê bình anh ấy sao có thể làm như vậy sao có thể để ảnh hưởng đến việc xây dựng thành phố dưới phê bình của tôi anh ấy rốt cục ý thức được sai lầm tiền thuốc men của hai công nhân anh ấy sẽ phụ trách trương dương nói ông ta không phải không nghe lời ông nói sao sao lại đột nhiên đổi tính mạnh sĩ sung xấu hổ ho khan một tiếng nói chủ nhiệm trương đại ca của tôi bản tính không xấu chỉ có chút tham tiền, có đôi khi cũng hơi quá đà, dưới sự phê bình giáo dục của tôi, anh ấy rốt cục ý thức được không thể vì lợi ích bản thân ảnh hưởng việc xây dựng thành phố của Nam Tích. Anh ấy đáp ứng rồi, một đồng bồi thường cũng không lấy, đồng ý dỡ bỏ hai căn nhà ở công trường của trung tâm thể dục mới. Trương Dương nói, đồng ý à. Trong lòng mạnh sĩ sung mắng Trương Dương 100.000 lần, nhưng ngoài miệng còn phải tỏ ra khoái trá, đồng ý. Làm công tác tư tưởng cho anh ấy quả thật cũng không dễ dàng thiếu chút nữa là tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với anh ấy luôn rồi. Trương Dương nói, lão Mạnh, ông không biết à, chuyện này lại có thay đổi. Mạnh sĩ sung sừng sốt, thay đổi, thay đổi cái gì? Trương Dương nói, tôi vốn cảm thấy chuyện này rất đơn giản, không phải chỉ là hai căn nhà sao. Nhưng chuyện này không biết là ai đã báo cho Ủy ban kỷ luật, cấp trên đã biết chuyện hai căn nhà này, phiền phức. Mạnh sĩ sung cắn răng cười nhạt, thằng nhãi này rõ ràng đang nói cho mình, ủy ban kỷ luật chính là do hắn đi nói, trước đó tuy rằng mạnh sĩ sung đã đoán được chuyện này có liên quan đến Trương Dương, nhưng dù sao cũng không có căn cứ chính xác cư, hiện tại Trương Dương trực tiếp nói ra chuyện này, càng chứng minh Trương Dương căn bản không để ông vào mắt. Mạnh sĩ sung nói, trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được. Trương Dương nói, nói cũng đúng, những cán bộ quốc gia chúng ta thật sự có chút nhìn xa, đắc ý không thể quên mình, phòng ngừa chu đáo, ông biết không, làm bất luận chuyện gì cũng đều phải nghĩ đường lui, nhược điểm không phải do người khác tìm ra, đều là do mình làm ra. Ông nói đúng không đúng, lão mạnh, mạnh sĩ sung bị hắn mở miệng gọi lão mạnh hàm làm tâm phiền ý loạn, thía chút nữa là mở miệng chửi má nó, nhưng ông không dám. Bây giờ ông ở thế hạ phong, phải nén giận. Mạnh sĩ sung nói chủ nhiệm trương chính sách đảng của chúng ta là khoan dung, không thể một gậy đánh chết người được. Cậu xem, đại ca của ta đều đã nhận thức sai lầm, chuyện này. Trương Dương nói, chuyện này thật không dễ làm, ngày hôm qua ông ta thuận lợi đáp ứng các kiện của chúng tôi thì tốt rồi, cần gì phải làm ra nhiều chuyện như vậy, ngày hôm nay còn đưa hai con chó đến công trường nói cái gì mà bảo vệ nhà cửa, kết quả là cắn hai công nhân bị thương, chuyện này ảnh hưởng rất xấu, tôi cũng giúp đỡ ngăn chặn, nếu như không phải tôi mở miệng, ngày hôm nay nhóm công nhân xây dựng đã đập hai căn nhà ấy rồi. Mạnh sĩ sung nói, vốn có ảnh hưởng đến việc xây dựng trung tâm thể dục mới, đập thì cứ đập đi, Trương Dương nói, không thể đập được, hiện tại các lãnh đạo muốn điều tra vấn đề của hai căn nhà này, bọn họ muốn làm rõ vì sao đất chuyên dụng được công văn phê chuẩn lại được phép xây nhà, nhà này còn có thể lấy được thủ tục hợp pháp, tôi thật ra cũng muốn đập, nhưng bây giờ tôi nói cũng không tính nữa. Mạnh Sĩ Sung thực sự là sợ thằng nhãi này, giết người mà không cần giao, Trương Dương căn bản là không buông tha người khác, Mạnh Sĩ Sung rốt cục đã tin tưởng lời đồn, nhưng lúc ông nhận ra chuyện này thì quá muộn rồi. Mạnh sĩ sung nói chủ nhiệm trương, lấy đại cục làm trọng, ngàn vạn lần đừng chậm chế việc xây dựng của thể dục trung tâm. Trương Dương nói, lão mạnh, chuyện này ông đừng quản, chuyện của đại ca ngươi cũng không quản được, chính ông ta tự biết nên làm sao. Mạnh sĩ sung á khẩu không trả lời được, lúc đầu ông quả thật có nói qua lời này, không ngờ bị Trương Dương ghi nhớ trong lòng. Mạnh sĩ sung còn muốn nói cái gì, Trương Dương cũng không cho ông cơ hội, thẳng thắn cúp điện thoại. Trương Đại Quan Nhân cũng không phải muốn ép chó vào đường cùng. Từ khi anh em mạnh ra chịu thua, hắn cũng đã ý thức được bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên khẳng định đã tìm mạnh sĩ xung nói chuyện, nhưng mà dụng ý của Lý Bồi Nguyên cũng chỉ là muốn gây một ít áp lực, chứ không muốn chính thức tra rõ chuyện này. Trương Dương cũng rõ ràng, quan hệ trong quan trường rắc rối khó gỡ, Lý Bồi Nguyên có thể làm như vậy đã cho hắn mặt mũi. Trương Dương cũng biết chuyển biến tốt rồi thì nên chấp nhận. Thế nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, phải cho anh em mạnh ra một bài học mạnh sĩ sung thân là cục trưởng cục xây dựng thành phố, quyền lực trong tay không nhỏ, không làm suy sụp lòng tin của ông ta triệt để. Sau này ông ta rất có thể tìm cơ hội trả thù chính, chuyện trương đại quan nhân cần giải quyết rất nhiều, không có hứng thú chơi với đám tôm tép, cho nên muốn để cho bọn họ sợ một lần, để cho bọn họ không có can đảm đối nghịch với mình nữa. Chấm chấm. chương 547, có mắt không chồng hai. Mạnh sĩ Cường một lần nữa bước vào cửa phòng của Trương Dương, Trương Dương thấy ông đến cũng không có cảm thấy kinh ngạc, tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn, anh em mạnh ra đã bị sờ gáy rồi. Mạnh sĩ cường vốn trông cậy rằng còn có thể lấy được bồi thường của hai căn nhà, nhưng lúc này đã thành gánh nặng của ông ta. Mạnh sĩ cường vừa vào cửa liền nói, chủ nhiệm trương, xin lỗi, tôi xin lỗi cậu vì thái độ lúc trước của tôi, sáu chục ngàn đó tôi bỏ, nhà cũng không cần. Lúc nói ra lời này, ông uất ức đến nỗi hận không thể tát vào mồm của mình hai cái. Trương Dương nói có ý gì? Mạnh sĩ Cường nói, chuyện này dừng ở đây đi, tôi thừa nhận thức, tôi thừa nhận lúc trước tôi đã dùng một ít công phu để làm thủ tục cho hai căn nhà này, bây giờ cái gì tôi cũng đều bỏ, cậu đập đi. Trương Dương nói, ông muốn đập là đập, muốn không đập là không đập sao, ông coi tôi là con nít ba tuổi à, giỡn mặt với tôi sao? Mạnh sĩ Cường cắn môi nói, tôi không có ý đó, tôi đến xin lỗi cậu. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, mạnh sĩ cường cũng sẽ không chịu thua trương dương nói không cần thiết tôi đánh chết chó của ông ông không nên xin lỗi tôi mạnh sĩ cường nói chủ nhiệm trương cậu nói nên làm sao bây giờ trương dương cười nói những gì cần nói cũng đã nói thật ra cũng không phải chuyện gì không phải chỉ là hai căn nhà sao nếu muốn điều tra ra chuyện này cũng không liên quan đến ông nhiều cùng lắm thì ông chỉ là một người không phối hợp với công tác của chính phủ thôi thả chó hành hung cũng không nhất định có tội nặng đa ầm ông đừng lo lắng, nếu muốn nói thì đó là những người làm trái với kỷ luật của tổ chức, không nhìn quy hoạch thành phố, bật đèn xanh cho hai căn nhà này làm thủ tục, thành phố muốn cha sẽ cha bọn họ, muốn chị cũng sẽ trị bọn họ. Mạnh sĩ cường lúng túng một chút, thấp giọng nói, chủ nhiệm trương, làm việc đừng quá tuyệt, chừa chút cho người khác chính là để lối thoát cho mình. Trương đại quan nhân nheo hai mắt lại nhìn mạnh sĩ cường nói, uy hiếp tôi. Ta vừa suy nghĩ, đang chuẩn bị đáp ứng ông, ông lại dám uy hiếp tôi. Mạnh sĩ cường cũng tức giận, nơi này là nam tích, đừng tưởng rằng mình có thể một tay che trời. Trương đại quan nhân chậm rãi gật đầu, sau đó từ trong môi phun ra hai chữ cút đi. Mạnh sĩ cường hắng giọng rời khỏi phòng làm việc của Trương Dương, ông ta lần đầu nhìn thấy người như thế, làm việc không chừa đường lui, hắn cho rằng mình là ai chứ. Trương Dương ngày hôm nay có tâm tình rất tốt, hiện tại hắn đã hoàn toàn chiếm thế chủ động, anh em mạnh ra hai người đã rơi vào hạ phong, cửa phòng lại bị gõ nhẹ, là phó chủ nhiệm tang kim đường đến, tang kim đường gần dây đối mặt Trương Dương biểu tình đã trở nên ôn hòa thân mật hơn, ông dần dần ý thức được vị chủ nhiệm ủy ban thể dục mới tới tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng không dễ chọc, hắn tới tuy không lâu, nhưng người đắc tội hắn trên cơ bản đều không có kết cục tốt, tang kim đường chuyển biến cũng là chuyện bình thường. Trương Dương mỉm cười nói, chủ nhiệm tang tìm tôi có việc. Tang Kim Đường gật đầu, ông có vẻ có chút do dự trương dương nói có việc gì cứ nói đi tôi còn có việc lập tức đi ngay rồi tang kim đường xoay người đóng cửa phòng lại có vẻ thần bí trương dương nổi hứng thú nhìn ông ta chẳng biết tang kim đường có chuyện bí mật gì muốn nói tang kim đường nói mạnh sĩ cường vừa rồi ở dưới lầu biểu thị rất hối hận trương dương nói tôi biết tang kim đường ấp úng nói có chút khó khăn trương dương vừa nhìn biết ngay Tang Kim Đường muốn nói thay cho Mạnh Sĩ Cường, nhưng ông lại không dám nói. Trương Dương cười nói, ông và Mạnh Sĩ Cường có quan hệ không tồi à? Tang Kim Đường gật đầu. Trương Dương nói, ông muốn khuyên tôi dừng chuyện này ở đây. Tang Kim Đường lần này không dám gật đầu, chỉ là cười. Trương Dương thở dài nói, thật ra chuyện này tôi cũng không muốn làm lớn, cho ông ta sáu chục ngàn chính là bận tâm đến mặt mũi của mọi người, ông ta lấy bồi thường, chúng ta thuận lợi phá bỏ, sau đó mọi người gặp nhau vẫn là bạn, nhưng ông ta lại muốn làm khó dễ tôi, làm ra những chuyện không nên, thực sự là làm cho tôi bất đắc dĩ. Tang Kim Đường muốn nói lại thôi, ông nhìn ra Trương Dương đang được tiện nghi còn khoe khoang, rõ ràng là hắn khi dễ người mà còn làm ra hình dạng không thể tránh được, đổi lại là ông thì loại tình trạng này cũng coi như khó có được. Tang Kim Đường ôm hết dũng khí khuyên nhủ, tôi thấy ông ta đã đáp ứng phá bỏ, không bằng cứ như vậy bỏ qua, truy cứu cũng không có ý nghĩa gì trương dương nói người ta nói có chắc chắn hay không lúc trước tôi nói với ông như thế nào tang kim đường có chút mê mang nhìn hắn trương dương nói không nhớ rõ ngày đó tôi đã nói với ông cái gì sao tang kim đường bỗng nhiên nhớ tới trương dương đã nói qua muốn mạnh sĩ cường quỳ xuống cầu hắn đập nhà tang kim đường chừng to con mắt già ra nhìn trương dương đang thỏa mãn đắc chí ông rốt cuộc đã bó tay bây giờ mạnh sĩ cường tuy rằng chưa quỳ xuống thế nhưng từ đây đến lúc quỳ xuống cũng không bao xa có thể ông ta sẽ cầu Trương Dương đập nhà của mình đi." Trương Dương nói, "Tôi cũng biết, quan hệ trong quan trường rắc rối phức tạp, bên ngoài nhìn vào thì thấy chuyện của Mạnh Sĩ Cường không lớn, nhưng nếu như thật sự điều tra thì sẽ liên lụy đến không ít người, làm căng thẳng mọi chuyện, tôi sợ rằng sẽ đắc tội không ít người." Tang Kim Đường càng nghe càng không tiêu hóa được, hắn không dính dáng đến chuyện của Mạnh Sĩ Cường, thế nhưng hắn đã giúp Mạnh Sĩ Sung làm việc, còn nhận lễ của người ta, nếu như Mạnh Sĩ Sung xảy ra chuyện gì làm không tốt ông cũng sẽ bị liên lụy vào. Nghĩ tới đây tang kim đường có chút sợ, ông bỏ ý định tiếp tục khuyên bảo Trương Dương trong đầu, xoay người đi ra. Trương Dương nhìn tang kim đường của bóng lưng lộ ra nụ cười hiểu ý, phỏng trừng lão già này khẳng định sẽ đem ý tứ của mình chuyển đạt cho mạnh sĩ cường. Vào buổi chiều 5 giờ gian, Trương Dương đúng giờ xuất hiện tại sảnh của khách sạn Hải Thiên, hắn hẹn với quan chỉ tình, buổi tối đưa tiến cô ta, thời gian hẹn là 5 giờ 10 phút. Trương Dương đến sớm 10 phút là vì lễ phép, hắn vừa ngồi xuống ghế sofa trong sảnh, chợt nghe thấy giày cao gót vang lên, ngẩng đầu nhìn, là quản lý sảnh của khách sạn Hải Thiên Trung Hải Yến tới. Trung Hải Yến thấy Trương Dương, đôi mắt đẹp liền sáng lên, cái này cũng là một loại bệnh nghề nghiệp, Trung Hải Yến nhìn thấy vị chủ nhiệm ủy ban thể dục trẻ tuổi này, nam nhân vật phong vân mới nổi gần đây của Tích, mỉm cười tự nhiên mà đi đến, nhưng mà biểu hiện bên ngoài của cô ta cũng là một loại quyến rũ. Trung Hải Yến ôn nhu nói chủ nhiệm Trương, thật là ngài, đến Hải Thiên cũng không nói cho tôi biết một tiếng. Trương Dương cười nói, tôi tới đón một người bạn. Trung Hải Yến nói, chủ nhiệm Trương, lẽ nào tôi không phải bạn của ngài sao? Sóng mắt của cô ta lưu chuyển có vài phần phong tình. Trương Dương vui tươi hớn hở nói, đúng vậy, nhưng mà Trung Tiểu Thư quá đẹp, tôi không dám đến gần với, định lực của tôi kém lắm, sợ không kìm được mình chương 547, có mắt không chồng ba. Trung Hải Yến nghe thấy đang khen mình, cười hì hì nói, chủ nhiệm trương quá khen, tôi làm gì có mị lực lớn như vậy. Trương Dương nói, mị lực cũng không phân đối tượng, trước mặt của một số người cô không có lực hấp dẫn. Trung Hải Yến hứng thú nói, tôi muốn nghe một chút. Trương Dương nói, một là người mù, hai là đàn bà. Trung Hải Yến càng cười vang dội hơn, vị chủ nhiệm ủy ban thể dục này thật sự đúng là biết chọc cho phụ nữ hài lòng. Cô nhẹ giọng nói, chủ nhiệm Trương, nếu đã đến, để tôi làm chủ mời ngài ăn cơm. Trương Dương cười nói, không khéo, tôi có hẹn với bạn rồi. Lúc quan chỉ tình mặc áo gió màu lam đi ra, thấy bên cạnh Trương Dương còn có một người con gái khác liền ngẩn người ra, Trương Dương đứng dậy cười chào đón. Bởi vì là buổi tối, cho nên quan chỉ tình không có mang kính dâm, chỉ mang một cặp kính mắt thôi, tuy rằng như vậy, nhưng Trung Hải Yến chỉ cần liếc mắt là nhận ra, cô ta chính là người đã ký hợp đồng trở thành đại sứ hình tượng cho Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nam Tích. Chuyện này đã được truyền đi khắp Nam Tích rồi, Trung Hải Yến thật không ngờ quán quân thế giới lại ở Hải Thiên, nhưng mà cô cũng không nói ra, thân là quản lý của khách sạn, Trung Hải Yến biết tầm quan trọng của việc bảo vệ bí mật cho khách hàng. Trương Dương có chút kinh ngạc, quan chỉ tình chỉ đi có một mình, hắn thấp giọng nói, hai người kia đâu? quan chỉ tình nói bọn họ đến cẩm loan du ngoạn rồi đến bây giờ còn chưa trở về trương dương nói cô đi một mình quan chỉ tình không nói gì cả trương dương cười nói đi tôi mời ăn tối quan chỉ tình thản nhiên nói không muốn đi xa ăn ở chỗ này đi nếu quan chỉ tình đã nói trương dương đương nhiên là nghe theo yêu cầu của cô hắn chuyển hướng nói với trung hải yến quản lý chung có phòng nhỏ lịch sự tao nhã không trung hải yến cười nói có như ý các. Đi vào phòng, ngồi xuống, Trung Hải Yến đưa thực đơn lên, Trương Dương cầm thực đơn đưa cho quan chỉ tình, quan chỉ tình mỉm cười nói, Trương tiên sinh gọi đi, tôi không có nhiều hiểu biết về cái này. Trương Dương cầm thực đơn đưa cho Trung Hải Yến, quản lý trung an bài đi, hai người chúng tôi ăn không nhiều lắm, đồ ăn nhất định phải ít mà ngon. Trung Hải Yến cười gật đầu nói, chủ nhiệm Trương yên tâm, tôi nhất định sẽ an bài cho các người thỏa mãn. Trung Hải Yến rời khỏi phòng. Ngoài hành lang gặp phải tổng giám đốc đoạn Kim Long, đoạn Kim Long vẫy vẫy tay với cô ta Tiểu Trung. Trung Hải Yến cười hì hì đi tới, đoạn tổng có gì cần dặn dò. Đoạn Kim Long nói, thằng mốc thạch thắng lợi đen ăn, cô quay uống vài ly đi. Trung Hải Yến vừa nghe liền lắc đầu nói, tôi không đi đâu, tôi coi như sợ hắn rồi. Người này thích động tay động chân, uống rượu vào chỉ biết chiếm tiện nghi của người khác, một chút đạo đức cũng không có. Đoạn Kim Long cười nói, hắn là vậy đó cũng không phải là người xấu gì, Hải Yến, coi như là nể mặt tôi đi. Trung Hải Yến nói, ông xem tôi là ai thế, hắn không phải là thích tìm tiểu thư sao? Ông đi gọi vài tiểu thư biết uống đến đi, tôi không hầu hạ hắn. Trong lòn gờ đoạn kim long có chút căm tức, nhưng không dám phát tác, tính tình của Trung Hải Yến gần đây thay đổi, đoạn kim long thân là tổng giám đốc nhưng đối với cô ta cũng phải nhân nhược, cũng là có nguyên nhân cả. Trung Hải Yến gần đây có chút mở ám với cục trương cục công an Trương Đức Phóng, ông ta đã sớm thấy được trong mắt rồi, nếu không có chỗ dựa vững chắc, thì Trung Hải Yến cũng không dám có thái độ đối với ông như vậy. Đoạn Kim Long khuyên nhủ, chúng ta buôn bán làm ăn cần hòa khí phát tài, cho dù không nể mặt của Thạch Công Tử cũng phải nể mặt của lão gia tử hắn, người ta là bí thư quân khu, là quan phụ mẫu của chúng ta, cậu của hắn lại là thường vụ phó thị trường, Hải Yến. Trung Hải Yến vẫn kiên quyết lắc đầu, nói tôi sợ hắn rồi, từ cái lần uống rượu với hắn, bị hắn bóp đến nổi làm cho bầm cả người lên, chính là một kẻ lưu manh, đoạn tổng, người như vậy ông ít lui tới thì tốt hơn, nói xong Trung Hải Yến cũng bỏ đi. Đoạn Kim Long tức giận nhìn bóng lưng của cô ta, trong lòng mắng một tiếng kỹ nữ, ông nắm một người phục vụ bên cạnh lại hỏi, quản lý Trung Chiêu đãi khách nào mà quan trọng thế? Người phục vụ kia thành thật đáp, chủ nhiệm trương của Ủy ban Thể dục, còn có một người nữ khác, tôi không nhận ra. Đoạn Kim Long vừa nghe đến Trương Dương, Lập tức nhớ đến chuyện không hài lòng giữa bọn họ, lúc Trương Đức phóng mở tiệc tẩy trần cho Trương Dương, Trương Dương trước mặt mọi người không cho ông ta mặt mũi, mỗi khi nhớ đến chuyện này, đoạn Kim Long đều hận đến nghiến răng. Ngay từ đầu Trương Dương cũng không có chuẩn bị tư tưởng dùng cơm riêng với Quan Chỉ Tình, chỉ là Stephen và Tào Mễ ly vắng mặt làm cho bữa cơm này biến thành bữa cơm hai người của hắn và Quan Chỉ Tình. Trương Dương chuẩn bị lấy một chai rượu, hắn cười nói, hay là lấy cho cô một bình nước khoáng? hắn nhớ kỹ là quan chỉ tình không thích uống đồ uống bên ngoài quan chỉ tình nói uống chút rượu đi trương dương có chút kinh ngạc không nghĩ ra quan chỉ tình lại chủ động uống rượu hắn mở chai rượu mau thai ra rót một chút vào ly trước mặt của quan chỉ tình quan chỉ tình nói tôi uống được mà trương dương rót đầy ly rượu trước mặt mình mỉm cười nói tôi còn lo rằng ngày hôm nay tôi sẽ uống rượu một mình quan chỉ tình nói từ nhỏ tôi đã đi học trượt băng năm 10 tuổi bị đưa đến Canada để huấn luyện, nơi đó khí trời rất lạnh, huấn luyện viên của tôi là một người Nga, ông ta thích nhất là uống rượu vodka, có đôi lúc sau khi luyện tập xong, tôi lại cùng ông ta uống một ly, trong bất chi bất giác tôi cũng có tử lược. Trương Dương cười ha hả. Quan chỉ tình nói, chỉ là tố chất trong lòng tôi không được, mỗi khi đến thi đấu lớn, thì lại luôn khẩn trương, huấn luyện viên nói cho tôi biết, uống một ly rượu vào sẽ đỡ hơn, tôi làm theo phương pháp của ông ta, quả nhiên có hiệu quả. Trương Dương nói, rượu cồn có thể giúp người ta thả lỏng, huấn luyện viên của cô cũng rất thú vị, có cơ hội mời ông ấy đến Trung Quốc, tôi mời ông ấy uống rượu. Hàng lông mày đẹp của Quan Chỉ Tình rũ xuống, trầm mặc một hồi rồi mới nói, ông ấy đã chết. Trương Dương ngẩn ra, xin lỗi. Quan Chỉ Tình lắc đầu nói, không cần phải xin lỗi, là tôi nhắc đến chuyện này trước, lúc tôi lấy được chức quán quân thế giới đầu tiên, đã tổ chức một buổi tiệc, đêm đó ông ấy uống nhiều trên đường trở về gặp tai nạn xe cộ, trong đôi mắt đẹp của cô mơ hồ xuất hiện một dòng lệ. Trương Dương nâng ly rượu lên, chúng ta không nói những chuyện không vui này, quan tiểu tỷ, vì chúng ta hóa thủ thành bạn, uống một ly. Quan chỉ tình nở nụ cười, nâng ly rượu lên chạm với Trương Dương, uống cạn sạch một hơi. Trương 547, có mắt không chồng bốn. Đồ ăn do Trung Hải Yến An bài rất tinh xảo, rất ngon miệng, quan chỉ tình cũng tỏ vẻ thích thú trong việc này, cô nhẹ giọng nói ở nước mỹ rất khó ăn được những món trung quốc chính tông như vậy trương dương nói từ nhỏ cô đã đi mỹ rồi vậy mà khẩu vị lại không thay đổi vẫn thích ăn đồ ăn trung quốc quan chỉ tình nói mẹ của tôi vẫn hay dùng truyền thống trung quốc để dạy dỗ tôi cho nên mặc dù tôi sinh sống tại mỹ nhiều năm nhưng cảm thấy trung quốc và mỹ khác biệt quá mùi vị trung quốc trên người tôi càng ngày càng đậm trương dương cười nói lúc vừa nhìn thấy cô tôi liền cảm thấy cô giống một cô gái trung hoa trên người của cô không có một chút mùi vị nước ngoài. Quan chỉ tình cười nói, vốn là người trong nước, làm sao có mùi vị của người nước ngoài. Trương Dương nói, cũng không hẳn là như vậy, có rất nhiều người đi ra ngoài vài ngày, vậy mà mở miệng ra thì cứ nói tiếng nước ngoài, thậm chí là có cảm giác ngay cả huyết thống cũng sắp thay đổi luôn rồi. Quan chỉ tình cảm thấy những lời này của Trương Dương tựa hồ đang ám chỉ trị họ của cô, cô cười nói, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, cũng có lựa chọn riêng của mình, đây là quyền tự do của mỗi người cô nâng ly rượu lên nói mong rằng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ mong rằng đại hội của nam tích lần này có thể tiến hành thuận lợi trương dương tràn ngập lòng tin nói nhất đinh hai người uống cạn ly rượu trương dương không khỏi có chút kỳ quái hỏi quan tiểu tỷ có chuyện này tôi vẫn để trong lòng thật lâu vì sao cô lại đột nhiên thay đổi chủ ý quan chỉ tình nở nụ cười những lời này của trương dương đã hỏi đến chỗ then chốt sở dĩ cô thay đổi chủ ý đáp ứng đảm nhiệm đại sứ hình tượng của đại hội tỉnh tất cả cũng là bởi vì sở yên nhiên cả nhưng mà chuyện này cô đã đáp ứng với sở yên nhiên không nói ra đương nhiên là không nói cho trương dương được quan chỉ tình nói có lẽ sự chấp nhất của anh đã làm cho tôi cảm động có lẽ bản thân tôi đối với nam thích vẫn có tình cảm không thể vứt bỏ được trương dương nói vô luận là vì nguyên nhân gì tôi cũng đều cảm kích cô đại hội lần này đối với tôi mà nói vô cùng quan trọng chúng tôi rất cần một người có lực ảnh hưởng mạnh như quan tiểu tỷ đến đại hội của chúng tôi để tăng sức ảnh hưởng của đại hội lên quan chỉ tình nói tôi không có lực ảnh hưởng lớn như vậy đâu trương dương nói cô chính là niềm kiêu ngạo của nam tích quan chỉ tình không nhịn được nở nụ cười được rồi đừng tâng bốc tôi nữa nếu tôi đã đáp ứng anh tôi sẽ làm tốt công tác đại sứ hình được trong tiền đề không ảnh hưởng đến sinh hoạt của tôi thì tôi sẽ tận lực phối hợp với công tác tuyên truyền mở rộng Trương Dương nói, "Chúng ta đã thảo luận qua, tuy rằng quan tiểu tỷ không nhận bất kỳ thù lao nào, nhưng mà sau này tất cả chi tiêu do tuyên truyền sản sinh ra thì sẽ đều do ủy ban thể dục chúng tôi chi trả." Quan Chỉ Tình nói, "Chi tiết cụ thể sau này hãy bàn, ngày mai tôi sẽ trở về nước Mỹ, có gì cần, cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, cô lấy phương thức liên lạc đã chuẩn bị tốt đưa cho Trương Dương." Trương Dương cẩn thận thu lại, biểu hiện của quan Chỉ Tình đã phủ định ấn tượng trong lòng hắn xem ra vị băng công chúa này cũng là một người ngoài lạnh trong nóng lúc này điện thoại di động của quan chỉ tình vang lên cô cười cười với trương dương cầm lấy điện thoại nói xin lỗi tôi ra ngoài nghe điện thoại xin lỗi một chút trương dương gật đầu vui vẻ hắn không biết rằng cú điện thoại này là do sở yên nhiên gọi đến sau khi sở yên nhiên chia tay với trương dương trong lòng vẫn không cách nào bỏ được trương dương vẫn lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của trương dương gọi cú điện thoại này chỉ là muốn hỏi thăm đến tình huống của Quan Chỉ Tình. Quan Chỉ Tình đi ra hành lang, dùng tiếng Anh thông thạo nói, "Yên Nhiên, cô thật sự biết chọn giờ gọi điện thoại, bây giờ tôi đang ăn cơm cùng hắn." Sở Yên Nhiên nghe thấy bọn họ đang ăn cơm với nhau, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cảm giác khó tả, cô ta nhẹ giọng nói, "Nhìn thấy con gái đẹp hắn ta khẳng định sẽ sum xue, căn bệnh vĩnh viễn không bao giờ đổi." Quan Chỉ Tình cười nói, "Cô ghen?" "Không có." chứng minh trong lòng cô còn có hắn sở yên nhiên lớn tiếng phủ nhận không có quan chỉ tình nói yên tâm đi hắn chỉ đi đón tôi nói chuyện tất cả đều là về công tác tuyệt đối không có vấn đề riêng tư yên nhiên con người của hắn không đơn giản sở yên nhiên nói dã man thô lỗ không có lương tâm quan chỉ tình cười hì hì nói nếu hắn đã có nhiều khuyết điểm như vậy vì sao cô còn kêu tôi giúp hắn sở yên nhiên im lặng Quan chỉ tình ý thức được mình đã chạm vào nỗi đau của người ta, nhẹ giọng nói, "Yên Nhiên, xin lỗi, tôi không nên hỏi." Sở Yên Nhiên thở dài một hơi, "Nói tôi hận hắn, rồi lại hận không nổi, tôi muốn quên hắn, nhưng không cách nào có thể quên được, cho nên cái tôi có thể làm chỉ là rời xa hắn, không gặp hắn, sẽ là không nghĩ đến hắn." Quan chỉ tình nhỏ giọng nói, "Nhưng mà lúc cô thật sự không gặp hắn rồi, thì lại không kiềm được muốn nghĩ đến hắn." Sở Yên Nhiên nói, "Nhà đầu kia trở nên nhiều chuyện từ lúc nào thế? Quan chỉ tình nói, chúng ta là bạn tốt, cho nên tôi rất quan tâm đến sinh hoạt tình cảm của cô. Sở yên nhiên nói, đã sớm không còn tình cảm gì, tôi đã coi hắn là một người bạn bình thường. Quan chỉ tình tin mới lạ, bạn bình thường mà ra sức lớn như vậy sao, nhưng mà cô cũng rất hiểu tính tình của sở yên nhiên, biết cô ta chỉ mạnh miệng thôi, có những điều khi làm bạn không nên nói thẳng ra, quan chỉ tình nói yên tâm đi, hắn ở Nam Tích cũng rất tốt sở yên nhiên nói, chờ cô trở về chúng ta sẽ tâm sự. Quan chỉ tình nhỏ giọng nói, tốt, cô cúp điện thoại, cảm thấy có chút không đúng, xoay người, thấy một thanh niên trẻ tổ y đang cười tủm tỉm nhìn mình, quan chỉ tình cúi đầu muốn chạy, nhưng bị người thanh niên đó nắm lại, nào, đến chỗ của anh ngồi. Quan chỉ tình căn bản là không quen người này, cô phẫn nộ quát lớn, buông ra. Tôi không quen anh. Người thanh niên nhếch môi nói, anh nghe nói em vừa mới đến, còn giả bộ cái gì? Quan chỉ tình nghe thấy hắn ta nói chuyện lỗ máng, tức giận đến khuôn mặt trắng bệnh, dãy tay hắn ra, anh nên tôn trọng một chút, coi chừng tôi báo công an. Người thanh niên kia cười nói, báo công an, cục trưởng công an là anh em kết nghĩa của anh, em cứ việc báo đi. Quan chỉ tình ngửi thấy mùi rượu trên người của hắn ta, liền biết là đã gặp một kẻ say, cô cũng không muốn lý luận với hắn, xoay người muốn đi, người thanh niên này kéo cô lại, con mẹ nó còn giả bộ à, bao nhiêu tiền, một ngàn hai ngàn, tao đã nhìn chúng mày rồi, tối nay tao muốn sao 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 mày. Mình không dịch được mấy cái trong dấu sao 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 sao, nên ai hiểu thì hiểu. Audio điện tử võ tấn bền chương 548, việc này không để yên một. Người thanh niên kia nói xong liền móc ra một sấp tiền muốn nhét vào trong áo của quan chỉ tình, quan chỉ tình cố sức tránh ra, tất cả tiền đều rơi xuống đất, người thanh niên cả giận nói tiện nhân, con mẹ mày không cho tao mặt mũi à? Lúc này Trung Hải Yến cũng nghe được động tính, vội vàng chạy đến, cô ta chạy đến trước mặt người thanh niên cười nói, Thạch công tử, là ngài à, đây là bạn tốt của tôi, có phải ngài hiểu lầm không? Thì ra người thanh niên này chính là Thạch Thắng Lợi, con trai bảo bối của bí thư khu thiên hối, thường vụ phó thị trưởng Trần Hạo là cậu của hắn, tên nhóc này có số danh rất nổi ở Nam Tích, ỉ vào bối cảnh trong nhà suốt ngày làm sằng làm bậy, người khác đều cố kỵ suốt thân của hắn, cho nên biểu hiện nịnh nọt gọi hắn là thạch công tử. Sau lưng thì không ngừng chửi bới về thái độ làm người của hắn, tổng giám đốc của khách sạn Hải Thiên Đoạn Kim Long cũng bất đắc dĩ với tên nhóc này, tên nhóc này bình thường đến ăn không trả tiền. Trong lòng Đoạn Kim Long rất phiền, nhưng biểu hiện bên ngoài thì phải hầu hạ, làm cho người ta căm tức chính là, hắn đến ăn không trả tiền thì thôi, tay chân lại còn không thành thật, mỗi lần đến lại quấy rầy người phục vụ, ngay cả quản lý sảnh Trung Hải Yến cũng bị hắn chiếm tiện nghi không ít. Trung Hải Yến vốn cố ý ẩn tránh Thạch Thắng Lợi, NGS mà nghe thấy động tĩnh thì cô phải ra xử lý, không ngờ rằng Quan Chỉ Tình lại bị Thạch Thắng Lợi cuốn lấy, Trung Hải Yến thầm kêu không ổn, cô ta vội vàng giải vây cho Quan Chỉ Tình. Thạch Thắng Lợi vẫn cầm lấy tay của Quan Chỉ Tình không buông, hắn ta vốn rất cuồng ngạo, sau khi uống rượu càng không biết trời cao đất rộng, nhìn thấy Trung Hải Yến đến liền nói: "Chị Trung, đến đúng lúc lắm, chị nói cô ta là ai?" Trung Hải Yến làm vẻ mặt khó xử nói: "Thạch công tử, ngài thả bạn của tôi ra đi." Thạch thắng lợi nói: "Chị Trung, đây là chị sai, tiểu thư của Hải Thiên các người, tôi đã trả tiền rồi mà không chịu sao?" "Chị có ý gì, khinh thường tôi, có tin tôi đóng cửa chỗ này không?" Trong lòng Trung Hải Yến vừa bất đắc dĩ vừa kỳ quái, tên khốn này ngày hôm nay rốt cuộc bị cái gì thế? Cho rằng Quan Chỉ Tình là tiểu thư của Hải Thiên, Trung Hải Yến biết thân phận của Quan Chỉ Tình cô ta cũng không muốn làm lớn chuyện này liền kéo cánh tay của thạch thắng lợi nói thạch công tử ngài buông cô ta ra trước đi ngài uống say rồi tôi đến uống với ngài vài ly thạch thắng lợi nổi nóng nói chị có ý gì tôi muốn cô ta chị không cho tôi mặt mũi trung hải yến thấp giọng nói cô ta là khách của chủ nhiệm trương bên ủy ban thể dục thạch thắng lợi nói nói với hắn tối nay cô ta theo tôi quan chỉ tình tức đến nổi hận không thể cho tên khốn này một cái bạt tai nhưng mà lúc này cô ta đã nhìn thấy được Trương Dương. Bên ngoài có động tính lớn như vậy, Trương Đại Quan Nhân không có khả năng không nghe thấy, lúc hắn đi ra thấy được tình cảnh trước mặt, trong lòng nhất thời nổi nóng, nhưng hắn vẫn có biểu hiện kìm chế, cười tủm tỉm đi qua nói với quan chỉ tình, bạn của cô à. Quan chỉ tình thiếu chút nữa bị hắn chọc tức đến xỉu, thằng nhãi này ngày hôm nay hung hăng tức giận đánh phóng viên mà bây giờ lại nói câu này. Cái này không phải là sợ hãi tên thạch công tử này chứ quan chỉ tình tức giận nói, không quen biết. Cô ta thầm nghĩ, nếu như ngày hôm nay Trương Dương không cho một lời nói rõ ràng, thì cái đại sứ hình tượng gì đó, cô sẽ không đảm nhiệm nữa. Trương Dương lại cười tùm tìm nói với Trung Hải Yến, bạn của cô à. Một câu nói rất rất bình thường hỏi Trung Hải Yến, cô ta không phải là bạn của Thạch Thắng Lợi, nhưng mà trước mặt của Thạch Thắng Lợi mà bị hỏi những lời này, nếu như cô ta thừa nhận cô ta là bạn của Thạch Thắng Lợi, như vậy thì tình huống hiện tại giải thích như thế nào? trung hải yến nói vị này chính là thạch công tử thạch thắng lợi thấy trương dương vẫn không chịu buông tay của quan chỉ tình hắn tràn ngập địch ý nhì trương dương nói mày là ai trương dương nói về nhà hỏi tía của mày đấy thạch thắng lợi sửng sốt chưa có ai dám nói như vậy với hắn cả hắn thả quan chỉ tình ra chỉ vào trương dương nói đây không phải là chuyện của mày trương dương nói quản lý chung hắn là bạn của cô Trung Hải Yến từ trong nụ cười trên mặt của Trương Dương đã cảm nhận được cái gì đó không ổn, cô ta cắn môi, không dám nói một lời nào. Trương Dương nhìn cô ta, nói, làm bạn với tôi, thì phải hiểu được tôn trọng tôi, chỉ có tôn trọng tôi, thì tôi mới tôn trọng lại, Trung Hải Yến, hắn có phải là bạn của cô không? Giọng nói của Trương Dương tuy không lớn, nhưng làm cho Trung Hải Yến sợ đến giật mình, cô ta hoàn toàn bị khí thế của Trương Dương chấn trụ, cuống quyết lắc đầu, không phải, trương dương nói đã không phải thì tôi và quan tiểu tỷ đến đây ăn uống gặp phải lưu manh quấy dày hải thiên các người có phụ trách không trung hải yến không nói gì cả quan chỉ tình đến chỗ này bị quấy dày về tình về lý thì bọn họ đều phải phụ trách thạch thắng lợi cười lạnh nói con mẹ mày là ai thế ở đây có chỗ cho mày nói chuyện sao trung hải yến nói chủ nhiệm trương hiểu lầm thạch công tử uống say hiểu lầm ngay cả chính cô ta cũng cảm thấy không thể nói được trương dương quay lại hỏi quan chỉ tình là hiểu lầm sao quan chỉ tình lắc đầu cô ta không nói gì cả trong lòng rất tức giận ai gặp phải chuyện này cũng không thể giữ được bình tĩnh cả trương dương nói gọi bảo an hay công an cô tự chọn đi thạch thắng lợi nghe thấy hắn nói vậy liền không nhịn được cười lúc này bạn của hắn ta cũng đi ra đi theo phía sau thạch thắng lợi rượt dây anh thắng lợi nó là ai vậy tỏ vẻ nguy hiểm à để cho nó báo công an đi Thạch Thắng Lợi ngẩng cao đầu lên đi về phía trước, lấy tay chỉ vào ngực của Trương Dương nói: "Biết tao là ai không? Con mẹ mày nên hỏi thăm đi, tao là Thạch Thắng Lợi, mày báo công an đi, kêu công an đến bắt tao đi." Trương Dương thở dài. Quan chỉ tình cũng thở dài, không ngờ rằng chị an của Nam Tích lại rối loạn như vậy. Trương Dương nói: "Hiện tượng cá biệt, mấy con khỉ trên đường đúng lúc bị cô gặp phải." Thạch Thắng Lợi cả giận nói: "Con mẹ mày chửi ai đó?" Trương Dương nói, tôi thật sự không muốn đánh cậu, hắn quay lại hỏi quan chỉ tình, quan tiểu tỷ, nếu tôi đánh người, cô không ngại chứ? Quan chỉ tình lắc đầu nói, không sao cả, dù sao thì ấn tượng mà anh cho tôi cũng rất là bạo lực. Trương Dương nói, vậy cô lùi lại một chút đi, đừng để máu dính lên người. Trung Hải Yến biết chuyện xấu xảy ra, lúc này cô ta vội đi gọi điện thoại, gọi cho ai nhỉ? Gọi Tổng Giám Đốc Đoạn Kim Long, nhìn thấy sắp xảy ra chuyện lớn, nhưng mà điện thoại của đoạn Kim Long thì gọi không được, bên Thạch Thắng Lợi đã có hai người lao đến hướng của Trương Dương. chương 548, việc này không để yên, hai. Trung Hải Yến vội vàng ngăn cản bọn họ lại, đừng, đừng đánh nhau, đều là người một nhà cả. Thạch Thắng Lợi nói, chị Trung, chị tránh ra, quyền cước không có mắt, đừng làm chị bị thương. Trung Hải Yến bị một gã thanh niên khác đẩy ra ngoài, hai gã một trái một phải lao đến hướng của Trương Dương, trong tay chúng đều cầm một chai rượu, muốn đập cho Trương Dương sứt đầu mẻ tráng, giơ chai rượu lên, nghe thấy hai tiếng bùm bùm, chỉ tiếc là không có cơ hội đập chai rượu xuống, một đấm một đá của Trương Đại Quan Nhân đã làm cho hai tên này gục nhã, hai chai rượu rơi xuống đất, phát ra hai tiếng nổ nhỏ. Thạch Thắng Lợi còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, thì Trương Dương đã đi đến trước mặt hắn, Thạch Thắng Lợi giơ đấm lên muốn đánh, bị tay trái của Trương Dương chụp lại, sau đó một tiếng bốp vang lên, đầu của hắn bị đập một phát. Lập tức cảm thấy trời đất thay đổi, quỳ cái dầm xuống đất, lúc này mới ý thức được là bị người ta tát cho hôn mê. Trương Đại Quan Nhân đưa chân phải ra, đạp lên ngực của Thạch Thắng Lợi một cái, Thạch Thắng Lợi trượt đi một khoảng gần 5 mét mới dừng lại. Bảo An chạy đến nơi, Trương Dương nói, đến đúng lúc lắm, bắt hắn lại cho tôi. Bảo An thấy người bị đánh là Thạch Thắng Lợi, cả đám đều ngơ ngác, Thạch Thắng Lợi là khách quen ở đây, ai mà không biết sự lợi hại của hắn nhưng mà bình thường đều thấy thạch thắng lợi khi dễ người khác, hôm nay mới là lần đầu tiên thấy thạch thắng lợi bị người khác khi dễ. Trung Hải Yến cuối cùng cũng gọi được cho Trương Đức Phóng, điện thoại vừa được chuyển, cô ta liền thất kinh nói, anh mau đến đây đi, Trương Dương và Thạch Thắng lợi đánh nhau rồi. Trương Đức Phóng ở bên đầu dây điện thoại cũng sửng sốt một chút, gã ta thật sự không ngờ rằng Trương Dương lại đụng phải Thạch Thắng lợi, nhưng mà với tính tình của hai người, gặp nhau phát sinh xung đột là chuyện bình thường, Trương Đức Phong im lặng không nói gì. Trung Hải Yến nói, Trương Dương nổi cơn rồi, đã đánh ngã vài người. Trương Đức Phóng vẫn không nói gì cả, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng, cứ đánh đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Trung Hải Yến tức đến nổi thiếu chút nữa cầm điện thoại ném xuống đất. Cô ta thấy Trương Đức Phóng có quan hệ thân thiết với Trương Dương, cho nên mới gọi cú điện thoại này. Hy vọng Trương Đức Phóng đứng ra dẹp loạn chuyện này, nhưng không ngờ rằng Trương Đức Phóng lại làm rùa đen rụt cổ. Lúc này phía sau truyền đến một tiếng vỡ cửa kính, bên Thạch Thắng Lợi đã có một người bị Trương Dương túm cổ áo ném vào cửa sổ, rơi xuống bàn ăn bên trong phòng, cũng may là khách bên trong đã đi ra ngoài xem náo nhiệt hết rồi. Trương Dương chỉ vào mấy tên bảo an mấy, con mẹ nó toàn bộ đều là phế vật, Hải Thiên nuôi các người để làm gì? Một chút tác dụng cũng không có, khi đang nói, còn vung một tay lên đấm ngã một tên muốn đánh lén mình, bên Thạch Thắng Lợi có tổng cộng 10 người thấy loại tình huống này đã không còn ai dám liều mạng nữa. Thạch thắng lợi quỳ gối đi ra, ôm bụng, hai gò má sưng phù lên, đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn lại, nhìn thấy Trương Dương chậm rãi đi đến gần mình, trong đôi mắt lộ ra tia sợ hãi. Trương Dương nói, bây giờ biết tôi là ai chưa? Thạch thắng lợi lắc đầu nói, thằng chó này, mày chờ đấy. Đã bị thảm đến nổi này rồi, mà hắn ta còn dám nói như vậy. Trương Dương vẫy vẫy một người bảo an, người bảo an có chút thấp thỏm đi qua có chuyện gì. Nghe giọng vùng Giang Bắc, có chút giống Giang Thành. Trương Dương nói, anh ở chỗ nào? Bảo an thành thật đáp, Giang Thành huyện Xuân Dương. Trương Dương cười nói, đồng hương à, anh biết tôi chứ? Người bảo an gật đầu. Trương Dương nói, anh ở chỗ này làm mỗi tháng kiếm được bao nhiêu? 200. Trương Dương chỉ chỉ đống tiền trên mặt đất, phỏng trừng đại khái là khoảng 2.000 đồng, Trương Dương nói, anh giúp tôi một chuyện, tắt hắn một bà tai, 100 đồng sẽ là của anh, nếu anh muốn tất cả, thì cứ việc tát nhiều lên. Người bảo an này nhìn thấy tiền đầy đất, có chút động tâm, nhưng vẫn không dám ra tay. Trương Dương nói, anh yên tâm, nếu Hải Thiên đuổi anh, tôi sẽ tìm công tác cho anh, Nam Tích, Giang Thành, tùy anh chọn. Người bảo an cắn cắn môi, trong lòng suy tính, tôi đến đây làm gần một năm rồi, mà ở chỗ này làm cả năm cũng chẳng có được bao nhiêu tiền, loại cuộc sống bảo an như vậy căn bản là đừng mong sống lâu dài. Hắn đi qua, vung bàn tay lên tát cho thạch thắng lợi một cái, dù sao thì hắn cũng có chút khiếp đảm nên không dám đánh mạnh. Trung Hải Yến kêu lên, đừng. Trương Dương lại cười nói, đánh nhẹ quá. Người bảo an nhặt tiền dưới đất lên, sau đó lại đi qua, bốp. Một cú tát khác vang lên, lúc này dùng nhiều lực hơn, đánh cho thạch thắng lợi kêu đau thành tiếng. Thằng nhãi này bị Trương Dương đánh đến nổi không còn sức chống cự luôn người bảo an tiếp tục nhặt 100 đồng thứ hai. Các bảo an khác thấy hắn ta kiếm tiền dễ như vậy, cả đám đều động tâm, trong lòng nói tự nhiên được đánh người, lại còn có thể kiếm tiền, chuyện tốt đều bị tên kia cướp hết. Trương Dương vẫy vẫy tay với một gã bảo an khác, anh đến đi, tôi thấy không có cạnh tranh, các anh không chịu ra sức, từ giờ trở đi, ai đánh mạnh hơn, thì tiền của người đó, hơn nữa ai lấy được nhiều tiền nhất, tôi còn cho thêm 10 ngàn. Hai gã bảo an vừa nghe thấy liền dũng cảm lên, chỉ cần lấy được 10 ngàn, liều mạng làm phần công việc này, sau đó cầm tiền rời đi, đến chỗ khác tìm việc mà làm. Có cạnh tranh, ác có nhiệt tình, hai gã bảo an cứ người đánh ta tát, đánh cho mặt của thạch thắng lợi xương lên như một cái trống, trong nháy mắt 2 ngàn đồng nằm trên mặt đất đã được hai gã bảo an lấy hết. Trương Dương nói, biểu hiện không tồi, buổi sáng ngày mai đến ủy ban thể dục tìm tôi lấy tiền. Hắn vỗ vỗ vài người đồng hương, nói anh 10 ngàn, anh ta 5 ngàn. Đám bảo an đứng ngoài không dám xông liền nghe như vậy, không khỏi có chút hối hận, sao mình vừa rồi không xông lên, đánh Thạch Thắng Lợi một trận, rồi cầm tiền rời đi. Hiện trường có rất nhiều người vây xem, thấy Thạch Thắng Lợi bị đánh thành đầu heo nhưng không ai dám cười cả, ác danh của Thạch Thắng Lợi rất nổi, nhưng mà ngày hôm nay hắn ta đã gặp phải một kẻ còn hung ác hơn hắc, đánh cho hắn thành bộ dạng này. Bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe công an, công an đúng là có phản ứng chậm thiệt, sự việc xảy ra lâu như vậy bây giờ bọn họ mới mò đến. Trương Dương trở lại bên cạnh quan chỉ tình, cười ái náy nói, xin lỗi, tối nay đã làm cho cô mất hứng. Quan chỉ tình nói, không sao cả, thấy được sự thích anh hùng trừ bạo, đã làm cho tôi có chút tự tin về chị An trong nước. Hai người đều cười hiểu ý. chương 548, việc này không để yên ba. Cục trưởng phân cục công an khu thiên hối Lâm Quang Minh tự mình mang đội đến, trước khi đến Hải Thiên, gã đã, đã hỏi thăm tình huống nơi này, nghe nói hai bên phát sinh xung đột một là con trai của bí thư khu ủy Thạch Thắng Lợi, người kia là chủ nhiệm ủy ban thể dục Trương Dương, đầu của gã nổ cái đùng, Thạch Thắng Lợi khó chơi thì gã đã lĩnh giáo nhiều lần rồi, Trương Dương thì cũng không yếu kém, gần đây có danh tiếng rất lớn trong thể chế của Nam Tích, hai người này gã chẳng thể trêu vào ai cả. Nhưng thân là quan trị an của khu vực Sena 2 y gã không đến không được, nếu như chỉ cho lính đến, thì lại có vẻ là gã không coi trọng việc này. Trước khi Lâm Quang Minh đến thì nghĩ rằng đây là ổ đả hai bên, đợi đến khi gã đến hiện trường rồi mới biết được, cục diện căn bản là ổ đả một bên. Nếu như không phải là Thạch Thắng Lợi kêu một tiếng cục trưởng Lâm, gã cũng không nhận ra thằng đầu heo kia chính là Thạch Công Tử xưa nay kiêu ngạo. Lâm Quang Minh không quen với Trương Dương, nhưng mà uy danh của Trương Dương thì gã đã nghe nói rất nhiều, thấy một mình Trương Dương đánh ngã sáu người, hơn nữa không bị tổn thương lông tóc gì cả, không khỏi cảm thán về sức chiến đấu cường hãn của Trương Dương lâm quang minh đi đến trước mặt của trung hải yến hỏi thăm chuyện hôm nay rốt cục là thế nào trung hải yến đem tình hình thực tế kể lại một lần quan chỉ tình đã cho lời khai xong cũng không có hứng thú tiếp tục ở chỗ này đứng dậy rời đi trương dương đương nhiên là đi theo cô ta lâm quang minh liền gọi hắn lại chủ nhiệm trương xin mời dừng bước trương dương nhíu nhíu mày chỉ là hắn cũng nghe ra trong lời nói của lâm quang minh có chữ mời trương dương nói có việc gì lâm quang minh nói tôi là cục trưởng cục công an khu thiên hối muốn tìm hiểu về tình huống ngày hôm nay quan chỉ tình nói với trương dương tôi đi trước ngày mai lên máy bay muốn nghỉ ngơi sớm trương dương cười lễ phép lâm quang minh nói quan tiểu tỷ có thể hỗ trợ chúng tôi điều tra chúng tôi còn có một số chuyện muốn không thể quan chỉ tình lạnh lùng cắt đứt lời gã nói xong xoay người bước đi trương dương nói ở đây có rất nhiều nhân chứng anh muốn hỏi thì cứ việc hỏi người ta. Thật ra Lâm Quang Minh cũng đã hiểu rõ quá trình sự việc này rồi, chuyện này làm cho gã cảm thấy tương đối vướng tay, căn cứ theo tình huống mà xe, là thạch thắng lợi gây chuyện trước, nếu như không phải hắn quấy giày quan chỉ tình, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện tối hôm nay. Trương Dương nhìn thời gian một chút, đã là 7 giờ 30 tối, hắn nói với Lâm Quang Minh, cục trưởng Lâm, anh hẳn là biết thân phận của quan tiểu tỷ, hình như là quán quân trượt băng, Lâm Quang Minh cũng không có hứng thú trong mấy chuyện này. Đúng là quán quân trượt băng, cũng là đại sứ hình tượng của đại hội tỉnh của Nam Tích chúng ta, vừa mới ký kết xong, hồi nãy tôi mời cô ta ăn, tên khốn này chạy đến quấy rầy người ta, đùa giỡn lưu manh, hắn không chỉ đánh mất tính người, mà còn bôi đen hình tượng của thành phố Nam Tích chúng ta, Cục trưởng Lâm, chuyện này anh dự định xử lý như thế nào? Lâm Quang Minh ho khan một tiếng, nói, hắn uống say, chúng tôi mang hắn về phân cục xử lý. Trương Dương nói, hắn có uống say hay không tôi không biết, nhưng mà hắn quấy dày người ta thì tôi nhìn thấy rất là rõ ràng, các người xử lý như thế nào tôi mặc kệ, nhưng nếu như xử lý bất công, tôi sẽ không bỏ qua. Lâm Quang Minh nói, chủ nhiệm Trương yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý công bằng, gã dự định đè chuyện này xuống, về phần chuyện giải quyết tốt hậu quả, thì sẽ có người làm, ông già của Thạch Thắng Lợi là bí thư khu ủy Thạch Trọng Hằng, Cậu của hắn là thường vụ phó thị trưởng Trần Hạo, cho dù Thạch Thắng Lợi có làm sai chuyện, bọn họ cũng không mở to mắt ra nhìn hắn bị bắt. Trương Dương ngoài miệng thì mạnh mẽ, nhưng mà hắn cũng không thể không cho những người này mặt mũi. Trong lòng Thạch Thắng Lợi nói, tôi chỉ muốn đưa Thạch Thắng Lợi an toàn trở về cục. Chuyện này sẽ không còn liên quan đến tôi nữa, tôi có cái để ăn nói với cấp trên rồi, tôi cũng không cần phải phát sinh xung đột với Trương Dương cậu. Qua đêm nay, ngày mai các người muốn chơi thế nào thì tùy các người. Trương Dương nhìn bộ dạng vất vả của Thạch Thắng Lợi, gật đầu nói, cháu trai à, chuyện này không qua dễ dàng vậy đâu, ngày hôm nay chỉ là một bắt đầu. Thạch Thắng Lợi thấy công an đến, dũng khí cũng tăng lên, nghiến răng nói, con mẹ mày chờ. Còn chưa nói xong, Trương Dương đã vọt lên vùng cho hắn một cái tát tai, đánh cho Thạch Thắng Lợi kêu thảm một tiếng, đặt mông ngã xuống đất, tất cả công an đều sửng sốt. Không ai nghĩ rằng vị chủ nhiệm trương này ngay trước mặt của nhiều công an nhân dân như vậy mà dám ra tay đánh người sự cường thế và kiêu ngạo của người này đúng là hơi quá hai gã công an tiến đến ngăn cản trước trương dương tránh để cho hắn lại ra tay lâm quang minh nói chủ nhiệm trương cậu đừng làm khó tôi thạch thắng lợi ôm cái miệng đầy máu kêu lên hắn đánh tôi bắt hắn bắt hắn trương dương nói tôi ghét nhất là bị người khác chửi tôi còn dám nói lung tung tôi tát cậu tiếp đấy lâm quang minh khuyên can trương dương mãi nói đơn giản cái gì mà đừng xúc động này nọ tất cả giao cho công an xử lý, lại cho người mang thạch thắng lợi đi, thật ra là đang bảo vệ cho thạch thắng lợi. Bên công an vừa bỏ đi, tổng giám đốc của khách sạn Hải Thiên Đoạn Kim Long chạy đến, ông ta chạy đến hỏi Trung Hải Yến về tình huống. Trung Hải Yến tức giận nói, ông đừng hỏi tôi, ông đi hỏi thạch thắng lợi đi. Lúc này Trương Dương đã rửa sạch vết máu trên tay, à, máu này đều là của người khác, bị dính lên quần áo của hắn, chậm rãi đi ra khỏi toilet, phàm là người nhìn thấy trương đại quan nhân, đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn. Thằng nhãi này vừa nãy uy phong lẫm liệt, đại sát tứ phương, thật đúng là làm chấn động nhân tâm, người đến khách sạn Hải Thiên có không ít là nhân vật có uy tín danh dự, ngày hôm nay những người này đã nhớ kỹ tên của Trương Dương. Trung Hải Yến chủ động đi qua hướng của Trung Hải Yến, ái náy nói, chủ nhiệm Trương, chuyện hôm nay, thật là xin lỗi. Trương Dương cũng không còn hòa nhã với cô ta, lạnh lùng nói, ngay cả vấn đề an toàn của khách mà cũng không bảo đảm được, cũng không biết cái bằng năm sao của hải thiên các người làm sao mà lấy được. Đoạn Kim Long cũng đã đi đến, tuy rằng trong lòng ông ta hận Trương Dương thấu xương, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn giả bộ thân mật, nói chủ nhiệm Trương không sao chứ. Trương Dương không phản ứng ông ta. Đoạn Kim Long ngượng ngùng nói, chủ nhiệm Trương, chúng tôi cũng không muốn phát sinh chuyện như vậy, hắn rất có bối cảnh. Trương Dương nói, không nói về người khác, nhìn chính mình đi, phương diện quản lý của Hải Thiên các người có vấn đề, nói xong hắn đi đến hướng cửa thang máy, đoạn kim long cho Trung Hải Yến một ánh mắt, Trung Hải Yến hiểu ý, vội đuổi theo Trương Dương, giải thích chủ nhiệm Trương, ngài đừng nóng giận, khách sạn chúng tôi sẽ có bồi thường tinh thần cho quan tiểu tỷ. chương 548, việc này không để yên bốn. Trương Dương nói, tên Thạch Thắng Lợi kia là con trai của bí thư khu ủy Thạch Trọng Hằng sao. Trung Hải Yến gật đầu, hải thiên chúng tôi nằm trong khu thiên hối này, làm sao dám đắc tội với hắn. Trương Dương nở nụ cười, đang yên đang lành vì sao hắn lại đi quấy giày quan tiểu tỷ, hải thiên các người có phục vụ trong phương diện này sao? Mặt của Trung Hải Yến nóng dần lên, cô ta cũng không biết nên trả lời Trương Dương thế nào. Trương Dương nói, mong rằng chỉ là một hiểu lầm, nhưng mà chuyện lần này không kết thúc dễ dàng như vậy, cô giúp tôi chuyển lời cho đoạn Kim Long, chuyện xảy ra tại Hải Thiên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng chính phủ, kêu ông ta tự suy nghĩ nên làm cái gì thì làm trung hải yến thấp giọng nói rõ rồi trương dương đi rồi trung hải yến đi đến phòng quản lý đoạn kim long đang ở đó chờ cô trung hải yến vừa vào cửa liền giận dữ nói đoạn tổng vừa rồi lúc xảy ra chuyện ông đi đâu gọi điện thoại vì sao ông không nghe đoạn kim long cười nói cô đó càng ngày càng lợi hại người khác không biết còn tưởng rằng cô là tổng giám đốc tôi là quản lý nữa Trung Hải Yến ủy khuất nói, tôi cũng không phải là vì Hải Thiên sao, Đoạn tổng, tôi đã sớm nhắc nhở ông phải chú ý đến thằng nhóc Thạch Thắng Lợi này rồi, hắn căn bản là một thằng khốn, ông gặp gỡ hắn có chỗ tốt gì? Đoạn Kim Long châm một điếu thuốc lá, lại rút một điếu đưa cho Trung Hải Yến, Trung Hải Yến cầm lấy, ghé vào bật lửa của Đoạn Kim Long mà châm mồi, dùng sức hút một hơi, phun ra một ngụm khói dày đặc, thấp giọng nói, Trương Dương không dễ trêu chọc, tuy rằng tối hôm nay người gây chuyện là Thạch Thắng Lợi, nhưng mà ông cũng nhìn ra ngay cả hải thiên chúng cũng bị hắn oán hận theo đoạn kim long nói có liên quan gì đến chúng ta hắn có mâu thuẫn với thạch thắng lợi chúng ta không xen vào trung hải yến nói đoạn tổng ông nói nghe dễ quá chuyện xảy ra tại hải thiên hơn nữa người con gái mà thạch thắng lợi quấy giày chính là quan chỉ tình là đại sứ hình tượng với 10 ký kết của nam tích chúng ta và còn là quán quân trượt băng thế giới chuyện này không thể nói bỏ qua là bỏ qua nếu như thật sự muốn truy cứu, chỉ sợ chúng ta cũng phải có trách nhiệm liên quan. Đoạn Kim Long hít vào một hơi lạnh, ông ta thật không ngờ rằng cô gái kia lại chính là quan chỉ tình. Chuyện tối nay thật ra là do đoạn Kim Long khơi màu, ông ta vẫn đều ghi hận Trương Dương trong lòng. Lúc quan chỉ tình ra ngoài gọi điện, đoạn Kim Long cùng Thạch Thắng Lợi đi ra khỏi toilet, là ông ta ám chỉ với Thạch Thắng Lợi rằng quan chỉ tình là tiểu thư của Hải Thiên, cho nên Thạch Thắng Lợi mới đi quấy giày quan chỉ tình, gây ra sóng gió khi nãy. Đoạn Kim Long vốn muốn mượn Thạch Thắng Lợi để cho Trương Dương một bài học, nhưng thật không ngờ Thạch Thắng Lợi lại yếu kém như vậy, hắn mang đến nhiều người như thế mà cũng đều thua trong tay của Trương Dương. Thấy được sự cường hãn của Trương Dương, trong lòng đoạn Kim Long cũng không khỏi có chút thấp thỏm, giả như chuyện mình xúi dục Thạch Thắng Lợi bị Trương Dương biết, sợ rằng Trương Dương sẽ không từ bỏ ý đồ. Trung Hải Yến cũng nhìn ra biểu tình khác thường của đoạn Kim Long, nhẹ giọng nói, ông làm sao vậy? Đoạn Kim Long thở dài nói, không sao cả, chỉ hơi phiền thôi, đang yên đang lành lại đột nhiên xảy ra chuyện, ông ta hít vào một hơi thuốc, rồi lại pha ra, nói cô liên hệ với cục trưởng trương một chút, chuyện này tốt nhất là không nên liên lụy đến hải thiên chúng ta, lúc này ông ta đã có chút sợ. Bí thư khu ủy khu thiên hối Thạch Trọng Hằng đang ngồi trong phòng khách, trên mặt u ám, nghe thấy tin tức con trai Thạch Thắng lợi xảy ra xung đột với Trương Dương ngay tại khách sạn Hải Thiên, ông ta cũng không cách nào bình tĩnh được, đồng hồ báo thức đã chỉ 9 giờ, Bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô, qua một hồi, Thạch Thắng lợi được cục trưởng cục công an phân khu Lâm Quang Minh mang vào. Thạch Trọng Hằng thiếu chút nữa đã không nhận ra con trai, ông ta vừa thương vừa giật, xông lên phía trước, vung tay tát cho Thạch Thắng lợi một cái tát, mày lại gây sự cho tao. Lâm Quang Minh vội vàng ngăn cản ông ta lại, vợ của ông ta Trần Phượng Lan cũng vọt đến ôm lấy cánh tay của ông ta, lão Thạch, ông làm gì vậy? Trần Phượng Lan nhìn thấy bộ dạng của con trai, vốn muốn trách cứ nhưng nhất thời lại biến thành đau lòng kéo tay của thạch thắng lợi nước mắt chảy xuống thạch trọng hằng không nhịn được phất tay nói mau mang thằng khốn nạn này về phòng đừng ở đây làm xấu mặt nữa trần phượng lan mang thạch thắng lợi đi vào thạch trọng hằng thở dài mời lâm quang minh ngồi xuống lâm quang minh lấy một gói thuốc trong người ra nhưng thạch trọng hằng đã lấy gói thuốc trung hoa trên bàn trà đưa qua nói hút của tôi đi hai người đều rút thuốc tự châm lửa không ai nói gì cả ngồi ở chỗ kia yên lặng hút thuốc, Lâm Quang Minh sau một hồi mới mở miệng, tôi mang thắng lợi đến bệnh viện kiểm tra, chỉ là bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng cả. Thạch Trọng Hằng ừ một tiếng. Lâm Quang Minh nói, người đánh hắn là chủ nhiệm ủy ban thể dục Trương Dương. Thạch Trọng Hằng nói, trách ai đây? Lâm Quang Minh nói, thắng lợi uống say, thấy một người con gái đi qua, không ngờ rằng người con gái đó lại cùng ăn với Trương Dương. Lâm Quang Minh nói những lời này tương đối uyển chuyển, thật ra hành vi tối hôm nay của thạch thắng lợi không chỉ đơn giản như vậy thạch trọng hằng nói như vậy thì hắn liền đánh người lâm quang minh nói người con gái ấy là quan chỉ tình thạch trọng hằng có chút kinh ngạc kêu lên quan chỉ tình lâm quang minh nói ngài biết sao quán quân trượt băng thế giới người hoa quốc tịch mỹ là đại sứ hình tượng của đại hội tỉnh lần này lúc nói ra những lời này thạch trọng hằng cảm thấy phiền muộn không thôi thằng con trai hư đốn này ai không chọc, lại đi chọc ngay đúng người này, con trai có cái tật gì, Thạch Trọng Hằng cũng rất rõ ràng. Ngày thường thằng con đã gây cho ông không ít chuyện rồi, nhưng mà lần này lại khác, chọc vào đại sứ hình tương, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ông đúng là không thể ăn nói được. Lâm Quang Minh nói, bên thắng lợi có 10 người, có 6 người bị thương, Trương Dương là một cao thủ, một mình đánh cho bọn họ không thể trở tay. Thạch Trọng Hằng nói, không biết trời cao đất rộng. Lâm Quang Minh sửng sốt một chút, không biết bí thư thạch đang nói về trương dương hay là nói về con trai của ông ta thạch trọng hằng nói nếu nó không hiểu chuyện sớm muộn gì cũng sẽ có hại lâm quang minh lúc này mới hiểu được là thạch trọng hằng đang nói về thạch thắng lợi lâm quang minh nói bí thư thạch tôi thấy bên trương dương chưa chắc đã chịu thôi hắn có thể sẽ truy cứu chuyện này thạch trọng hằng nói người bị hắn đánh rồi có hậu quả này hắn còn muốn làm cái gì nữa lâm quang minh không nói gì cả Thạch Trọng Hằng thở dài nói, cậu trở về nghỉ ngơi sớm đi, chuyện này để tôi xử lý. chương 549, quỳ xuống thượng một. Lúc Lâm Quang Minh rời đi, Thạch Trọng Hằng lập tức gọi điện cho cậu em vợ Trần Hạo. Trần Hạo vừa nghe được chuyện này cũng lấy làm kinh hãi, ông ta cũng vô cùng hiểu rõ thằng cháu ngoại của mình. Biết Thạch Thắng Lợi là một đứa gây chuyện, Trần Hạo nói, anh rể, không phải em đã nói với anh rồi sao? Bình thường vợ chồng anh cưng chiều thắng lợi quá, em đã nói cứ để nó như vậy thế nào cũng xảy ra chuyện, bây giờ thì hay rồi, cả ngày thích gây sự, bây giờ gặp người có nắm đấm cứng hơn nó, có hại phải không? Thạch Trọng Hằng nói, bình thường anh bận công tác, làm sao có thời gian quản nó, đều là chị của chú, cưng nó như cưng trứng vậy, khi còn bé thì chỉ bướng bỉnh, nhưng ai ngờ lớn lên rồi càng lúc càng không giống ai. Trần Hạo nói, thắng lợi bị thương có nặng không? Nhắc đến thương tích của con trai, Thạch Trọng Hằng không khỏi có chút đau lòng, Ông thở dài nói, mặt bị đánh như một đầu heo vậy, anh thiếu chút nữa là không nhận ra nó, tên Trương Dương này ra tay cũng quá độc ác. Trần Hạo nói, cháu trai của bí thư từ cũng bị hắn đánh, tên Trương Dương này không biết buông tha người. Thạch Trọng Hằng nói, hắn là người của ai? Trần Hạo lập tức rõ ràng ý tứ của Thạch Trọng Hằng, ông ta muốn tìm người đỡ đầu của Trương Dương, chỉ có thể thông qua loại chuyện này mới có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề, Trần Hạo nói, hắn còn muốn gây chuyện. Thạch Trọng Hằng nói, thắng lợi uống say đi quấy giày quan chỉ tình, cho nên mới gây ra chuyện này. Trần Hạo nói, Hạ Bá Đạt. Trong mắt của Trần Hạo, Trương Dương là người của Hạ Bá Đạt. Nếu như không có Hạ Bá Đạt, thì Trương Dương sẽ không từ gian Thành đến Nam Thích. Trần Hạo bây giờ vẫn chưa nghĩ sâu về vấn đề này. Đây là vấn đề thiếu nhãn giới, cũng là vấn đề nhận thức. Thạch Trọng Hằng nói, Hèn chi. Trần Hạo đề nghị, hay là đi tìm Trương Nước Phóng hắn ta có quan hệ cá nhân không tồi với Trương Dương, chuyện này nếu đã kinh động đến công an, thì cứ để cho công an giải quyết là tốt nhất. Thạch Trọng Hằng nói, anh cũng không muốn làm chuyện này to ra. Sáng ngày hôm sau Trương Dương đã đi đến Hải Thiên, muốn tiến quan chỉ tình ra sân bay, chỉ là đến nơi rồi mới biết sáng sớm quan chỉ tình đã rời đi rồi. Trung Hải Yến tối hôm qua cũng không rời khỏi khách sạn, nhìn thấy Trương Dương đến, vội vàng ra chào đón chủ nhiệm Trương, ngày hôm nay đến thật sớm biểu hiện của trương dương ngày hôm nay đã hòa nhã hơn rất nhiều tôi đến tiến quan tiểu tỷ không ngờ cô ấy đã đi rồi trung hải yến đưa cho trương dương một bức thư quan tiểu tỷ đặt lại tại sảnh trương dương xé thư ra bên trong có một mẫu giấy trong mẫu giấy có viết một từ tiếng anh xinh xắn yêu yêu be trương đại quan nhân tuy rằng rốt tiếng anh nhưng mà cũng nhận ra được bởi vì lúc trước hắn có xem phim kẻ hủy diệt đây là lời thoại bên trong được dịch ra Khóe môi của hắn lộ ra một nụ cười hiểu ý. Hắn vẫn lo rằng trải qua chuyện tối hôm qua, quan chỉ tình sẽ thay đổi suy nghĩ đảm nhiệm đại sứ cho đại hội. Nhưng bây giờ xem ra, quan chỉ tình vẫn quyết định chấp hành nghiệp ước. Trương Dương gấp mẫu giấy lại, bỏ vào trong túi. Trung Hải Yến nói, chủ nhiệm Trương, có ăn sáng chưa? Trương Dương nói, ăn rồi, tôi còn phải đi làm, chào. Trung Hải Yến nhìn bóng lưng của Trương Dương rời đi, biểu tình có chút phức tạp thái độ của Trương Dương đối với cô rõ ràng đã có thay đổi, phỏng chừng là vì chuyện tối hôm qua, hắn thậm chí cũng có thay đổi cái nhìn đối với Hải Thiên. Trương Dương trở về Ủy ban Thể dục không bao lâu, Cục trưởng Cục Công an Trương Nước Phóng đến tìm, gã ta vừa vào cửa liền cười, mang hộp nhân sâm đặt trước mặt của Trương Dương. Trương Dương nhếch môi cười nói, gì vậy? Cục trưởng Trương đến tặng lễ cho tôi à? Trương Đức Phóng nói, không phải là tôi tặng cậu, mà là của đoạn Kim Long tặng tôi chỉ mang đến cho cậu thôi, sâm cao ly tốt nhất đấy, cả chục ngàn lần. Trương Dương nhìn hộp nhân sâm, nói tên đoạn kim long này vô sự xung xoe, không trộm thì cũng là cướp. Trương Đức Phóng nói, người ta có ý tốt, chủ yếu là vì xin lỗi chuyện ngày hôm qua thôi, cậu cũng đừng nghĩ người ta quá. Trương Dương nói, ngồi đi, tôi pha trà cho anh. Trương Đức Phóng ngồi xuống đối diện Trương Dương, lắc đầu nói, không cần, có nước chanh không? Tối qua tôi uống say quá, Bây giờ còn chút khó chịu. Đồ uống trong phòng làm việc của Trương Dương thật ra cũng không ít, tìm một chai nước chanh đưa qua cho Trương Nước Phóng, Trương Nước Phóng mở ra uống một ngụm, nói cậu thông minh như vậy, biết mục đích tôi tìm cậu là gì không? Trước mặt của Trương Nước Phóng thì Trương Dương cũng không cần phải giả ngu, hắn cười ha hả nói, anh đến làm thuyết khách cho Thạch Thắng Lợi à? Trương Nước Phóng gật đầu nói, thằng nhóc Thạch Thắng Lợi đó quả thật không phải thứ tốt, ỉ vào trong nhà có chút bối cảnh cả ngày đi gây chuyện thị phi. Ngày hôm qua gặp phải cậu coi như hắn tơi số, dù sao thì cậu cũng đã cho hắn một bài học rồi, chuyện này coi như xong đi. Trương Dương không nói gì cả. Trương Đức Phóng nói, ông già của hắn là bí thư khu thiên hối thạch trọng hằng, cậu của hắn là thường vụ phó thị trưởng Trần Hạo, nếu cậu còn truy cứu nữa thì mặt mũi của mọi người sẽ khó coi lắm. Trương Dương nói, anh có biết hắn đùa giỡn với ai không? Là đại sứ hình tượng của đại hội chúng ta quan chỉ tình tôi mất sức của chín châu hai cọp mới thuyết phục được cô ta ký hợp đồng, mà thằng chó này tự nhiên lại chạy đến đùa giỡn với người ta. Bây giờ quan chỉ tình giận giữ quay trở về nước Mỹ, có tiếp tục đảm nhiệm đại sứ hình tượng của chúng ta hay không còn rất khó nói, hắn đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi rồi. Nếu như quan chỉ tình phủi tay mặc kệ, thì chàng diện tôi vất vả gây dựng chẳng phải ngâm nước nóng hết sao. Trương nước Phóng thở dài nói, hắn có mắt không trong, bây giờ cũng rất hối hận rồi, nếu như hắn biết được thân phận của quan chỉ tình biết cô ta đi cùng cậu thì có đánh chết hắn cũng không dám làm ra loại chuyện này trương dương nói đánh không chết hắn hắn còn dám làm trương đức phóng nói cậu đại nhân đừng chấp tiểu nhân thạch thắng lợi là một thằng trẻ trâu tính toán với người như vậy cũng không có ý tứ tôi thấy cậu tha cho hắn một lần đi trương dương nói tha cho hắn dễ dàng như vậy sau này hắn lại còn có thể làm chuyện xấu nhưng mà nếu anh đã đứng ra Vậy thì tôi phải cho anh mặt mũi." Trương Nước Phóng nghe hắn nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trương Dương đổi giọng nói, nhưng mà hắn phải xin lỗi thỏa đáng tôi ngay mặt. Trong lòng Trương Đức Phóng nói không phải chỉ là xin lỗi thôi sao? Cái này không có vấn đề, đang chuẩn bị đáp ứng thì nghe Trương Dương nói, quỳ xuống nhận sai trước mặt tôi. Trương Nước Phóng cười khổ nói, "Lão đệ, bây giờ là thời đại nào rồi, mà cậu còn làm theo kiểu cũ?" Trương Đại Quan Nhân làm ra bộ dạng rất nghiêm túc, con người của tôi rất truyền thống. Trương Đức Phóng thiếu chút nữa đã phun sạch nước chanh trong miệng ra. Trương 549, quỳ xuống, thượng hai. Trương Dương nói, anh đừng cười, tôi rất nghiêm túc, nếu như hắn không chịu quỳ xuống nhận sai với tôi, tôi sẽ không tha cho hắn, gặp ở đâu thì đánh ở đó, cái này còn chưa tính, tôi còn muốn đem chuyện tối hôm qua của hắn thông báo lên tỉnh, đùa giỡn với người Hoa Quốc tịch Mỹ, quán quân thế giới, hai tội danh này đủ để cho hắn vui vẻ một lúc. Trương Đức Phóng nói, tôi chuyển lời giúp cậu, hắn có muốn quỳ xuống hay không, tôi cũng không thể làm chủ. Trương Dương cười nói, anh cứ nói thẳng với hắn, một con chó ngu si, không cho hắn một bài học, thì sau này hắn sẽ tiếp tục kiêu ngạo. Trương Đức Phóng đứng dậy muốn chạy, gã ta càng ngày càng nhìn không thấu phong cách làm việc của Trương Dương, biết rõ là bí thư thị ủy từ Quang Nhiên đang có thành kiến với hắn, mà còn dám làm việc rêu rao như thế, gây thù chung quanh thằng nhãi này thật sự không sợ người khác trả thù sao gã còn chưa kịp đi ra ngoài thì trương dương lại nói anh đừng vội đi tôi còn có một việc muốn hỏi anh trương đức phóng nói chuyện gì vậy trương dương cầm lấy hộp nhân sâm đưa lại cho trương đức phóng đồ của đoạn kim long tôi không cần đó là một tiểu nhân trương đức phóng thấy hắn không muốn cũng không miễn cưỡng cầm lấy hộp nhân sâm nói tốt trở về tôi sẽ trả cho ông ta Trương Dương nói, Hải Thiên có phải là có phục vụ sắc tình không? Trương Đức Phóng bị hỏi sừng sốt, cười cười nói, không rõ lắm, phỏng chừng là khó tránh khỏi, sao thế? Cậu có việc? Trương Dương cười nói, không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Trương Đức Phóng cười nói, tôi đi đây. Vừa ra khỏi phòng làm việc, nụ cười trên mặt gã liền nhanh chóng thu lại. Trong cuộc họp thường ủy, thường vụ phó thị trưởng Trần Hạo đưa ra một vấn đề, chính là về đại hội thể dục thể thao tỉnh, Trương Dương mời quan chỉ tình về đảm nhiệm đại sứ hình tượng của đại hội tỉnh rốt cục là có thích hợp hay không? Trần Hạo nói, quan chỉ tình tuy rằng rất có tiếng, cũng là quán quân thế giới, nhưng mà cô ta là quốc tịch Mỹ, để cho một người nước Mỹ đến phát ngôn cho đại hội của chúng ta, các người có thấy thích hợp không? Thị trưởng Hạ Bá Đạt nói, danh tiếng của quan chỉ tình rất lớn, đã từng lên tạp chí thế giới nhiều lần hơn nữa người ta biểu thị là không nhận một đồng nào khi đảm nhiệm đại sứ hình tượng của đại hội, cái này đã thể hiện đầy đủ tấm lòng của cô ta. Trần Hạo nói, tôi không phải là cố ý tìm khuyết điểm, các vị suy nghĩ một chút đi, đại hội tỉnh của chúng ta chọn đại sứ hình tượng cũng phải có tính đại biểu, nam tích chúng ta cũng không phải là không có quán quân thế giới, vì sao quán quân trong nước chúng ta lại không cần, mà phải đi mời một người Mỹ, lúc cô ta đoạt giải quán quân thế giới, treo lên là cờ Mỹ, chứ không phải là cờ Trung Quốc. Bộ trưởng tuyên truyền Lương Tùng nói: "Không nghiêm trọng như vậy chứ, chỉ là một người phát ngôn hình tượng mà thôi, không cần phải làm đến trình độ này." Quan Chỉ Tình cũng là vận động viên đi ra từ Nam Tích chúng ta, mắt đen tóc đen da vàng, cũng là long truyền nhân. Bí thư Ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên nói: "Tôi tán thành cái nhìn của lão Lương, đại hội lần này không nên có thêm nhiều màu sắc chính trị, chủ yếu là toàn dân tham dự, làm một đại hội thuộc về nhân dân Nam Tích." Quan Chỉ Tình tuy rằng là người Hoa quốc tịch Mỹ, nhưng mà các người ai có thể nói cô ta không phải là người nam tích. Người ta sửa quốc tịch, chúng ta cũng không thể sửa luôn quê quán của người ta được. Các thường ủy đều nở nụ cười. Trần Hạo cảm thấy trong tiếng cười này tràn ngập mùi vị trào phúng, mặt không khỏi nóng lên. Bí thư thị ủy từ quang nhiên cũng thấy Trần Hạo có vẻ giống chuyện bé xé ra to, căn bản là tự tìm xấu xí. Từ quang nhiên nói, quan chỉ tình rất nổi tiếng, ủy ban thể dục có thể mời được cô ta về làm đại sứ hình tượng, cũng không dễ dàng, cũng nhìn ra được bọn họ đã tốn không ít công phu, có quan chỉ tình tham dự, lực ảnh hưởng của đại hội sẽ trở nên rộng hơn. Tôi thấy là chuyện tốt, nhưng mà đồng chí Trần Hảo cũng nói đúng, quan chỉ tình đại biểu cho Nam Tích về mặt chính chỉ có chút không thông, có một số việc chúng ta cần lo lắng một chút, tôi thấy không bằng như vậy, đại sứ hình tượng có thể mời thêm mấy người, mời quán quân thế giới đi ra từ Nam Tích chúng ta, như vậy trong nước có quốc tế cũng có, các người có chịu không? các thường ủy đều gật đầu, Bộ trưởng Tổ chức Hà Anh Bồi nói, tôi thấy đề nghị của bí thư từ rất tốt, nhiều người lực lượng lớn, nam thích chúng ta cũng có quán quân thế giới. Đồng lệ na của đội thể thao cũng không phải là vận động viên sinh trưởng tại địa phương Nam Tích chúng ta sao? Từ Quang Nhiên nói, quyết định như vậy đi, ông ta nói với Trần Hạo, chuyện cảng nước sâu gần đây có tiến triển gì không? Trần Hạo nói, tổng tài của tập đoàn tinh nguyệt Singapore Phạm Tư Kỳ cuối tuần này sẽ đến Nam Tích, thương lượng về vấn đề xuất hiện gần đây, tôi tin là có thể nhanh chóng giải quyết. Từ quang nhiên cười gật đầu nói tốt, chuyện này cần chuẩn bị đầy đủ, lúc những nhà đầu tư đến nhất định phải để cho bọn họ không ơn hai lo lắng, tranh thủ đưa đầu tư đến đúng chỗ. Mạnh sĩ Cường rốt cục đã không chịu nổi áp lực, em trai vừa mới gọi điện thoại đến nói ủy ban kỷ luật có thể sẽ không bỏ qua chuyện này, Trương Dương muốn đem chuyện này báo lên tình, mạnh sĩ sung cũng rất bất đắc dĩ, trong lời nói còn ám chỉ đại ca nên cúi đầu nhận lỗi với trương dương trong lòng mạnh sĩ cường nói thằng nhãi này không phải là bắt anh cúi đầu mà là hắn muốn anh phải quỳ xuống dưới gối nam nhi có lót vàng anh không thể quỳ không quỳ thì hai căn nhà này không cách nào dở bỏ mà để ở đó chính là bằng chứng rõ ràng nếu như ủy ban kỷ luật thật sự vì áp lực mà điều tra triệt để chuyện này khẳng định sẽ tra ra vấn đề đến lúc đó người không may không chỉ có một mình ông sợ rằng ngay cả em trai cùng những người khác cũng bị dính vào. Mạnh sĩ cường đã đặt quyết tâm, ông chơi không lại người ta, thì đành phải cúi đầu nhận sai với người ta. Ông cho rằng chỉ cần mình thành tâm nhận sai, thì Trương Dương hẳn là sẽ không bắt mình quỳ xuống, làm gì cũng phải có đường lui, không thể nào làm tuyệt tình như vậy được. Mạnh sĩ cường ôm tâm lý này đi đến ủy ban thể dục, đi đến trước phòng làm việc của Trương Dương, ông đã chuẩn bị tâm tình rồi, đang chuẩn bị gõ cửa, thì thấy một thanh niên mang kính dâm cũng đi tới hướng này. Mạnh sĩ cường không nhận ra là ai, nhưng người thanh niên kia nhìn ông một chút, rồi lớn tiếng kêu N6N, anh Mạnh. Mạnh sĩ cường sửng sốt một chút. Đối phương thấy mạnh sĩ cường không nhận ra mình, lại nói em là thắng lợi nè. Mạnh sĩ cường lúc này mới nhận ra đây là thạch thắng lợi, ông có nghe nói rằng, ngày hôm qua thạch thắng lợi bị Trương Dương đánh cho một trận, không ngờ rằng lúc này lại gặp mặt nhau trước cửa phòng làm việc của Trương Dương, coi như là có duyên. Mạnh sĩ cường thấy thạch thắng lợi bị đánh thành đầu heo, trong lòng cũng cân đối lại một chút, xem ra còn có khối người bi thảm hơn mình. Mạnh sĩ cường nói, làm gì vậy? Thạch thắng lợi cười rất miễn cưỡng, đi dạo, còn anh? Anh cũng đi dạo, mạnh sĩ cường xoay người muốn đi xuống lầu, dù sao thì loại chuyện xin lỗi mất mặt như vậy cũng không thể để người khác thấy. Thạch thắng lợi cũng ôm tâm tư như vậy, cũng chuẩn bị đi xuống lầu chương 550, quỳ xuống hạ một. Lúc này cửa phòng mở ra, Trương Dương vẫy vẫy tay với hai người bọn họ, nói, nếu đã đến rồi, thì vào đi. Hai người nhìn nhau cười, đều có chút xấu hổ. Mạnh sĩ Cường và Thạch Thắng lợi một trước một sau đi vào. Trương Dương thấy bộ dạng của hai người họ, trong lòng muốn bật cười, phải trải qua đấu tranh cùng vất vả lắm mới khống chế lại nụ cười. Ho khan một tiếng, nói, hai người tìm tôi có việc gì. Mạnh sĩ cường thầm mắng trong lòng, con mẹ nó cậu không phải là biết rõ rồi sao? Không phải là cậu ép tôi, thì tôi có thể đến đây để xin lỗi cậu sao? Thạch thắng lợi thì không muốn tới, lúc trước hắn làm sao mà phải làm như vậy, nhưng lần này thì khác, hắn chọc vào trương dương, người ta căn bản là không quan tâm đến bối cảnh gia đình của hắn, ngay cả cục trưởng cục công an trương nước phóng cũng không nể mặt nữa. Thạch thắng lợi vốn không chịu đi xin lỗi, nhưng sau khi lặng lẽ nghe nói về quá khứ của trương dương, thằng nhãi này liền bị dọa không nhẹ, biết mình không thể trêu chọc vào người ta, dựa theo ý của Trương Đức Phóng mà nói, mau thành thật đi xin lỗi Trương Dương. Nếu không Trương Dương muốn truy cứu chuyện tốt qua, làm không tốt thì hắn sẽ phải đi tù, đùa giỡn với người Hoa Quốc tịch Mỹ, chuyện này không thể nói dẫn được. Nhưng mà Thạch Thắng Lợi không muốn quỳ, cho dù hắn biết sợ, nhưng dù sao cũng là một thằng đàn ông, kêu hắn quỳ xuống, chuyện này hắn làm không được. Thạch Thắng Lợi lần này đến dự định là xin lỗi ngay mặt Trương Dương, hắn cũng ôm tâm lý giống mạnh sĩ cường, cho rằng Trương Dương sẽ không làm tuyệt tình như vậy. Trương Dương nói, các người có việc thì cứ nói nhanh đi, lát nữa tôi còn phải đến công trường nữa. Mạnh sĩ cường và thạch thắng lợi nhìn nhau một cái, bọn họ đều hy vọng rằng đối phương sẽ mở miệng trước. Nhưng vẫn là thạch thắng lợi thiếu kiên nhẫn, hắn mở miệng nói, chủ nhiệm Trương, ngày hôm qua tôi uống say, giọng nói khàn khàn, có vẻ như là sắp khóc nước nở đến nơi rồi ánh mắt của trương dương vẫn rơi lên bàn không phản ứng hắn thạch thắng lợi nhìn thoáng qua mạnh sĩ cường một cái trong lòng nói ông theo vào làm gì tôi ở chỗ này nhận lỗi người biết càng ít càng tốt ông đi theo vào làm gì hắn lại không biết rằng mạnh sĩ cường cũng bất đắc dĩ nhưng mà lúc này trong lòng trương dương đã khá giả hơn ông ta thấy có một người còn chịu khổ nhiều hơn mình bị đánh thành đầu heo thắng lợi tinh thần thường thành lập trên cơ sở người khác không may hơn mình Mạnh Sĩ Cường bắt đầu cảm thấy rằng mình cũng chẳng phải là không may đến như vậy. Thạch Thắng Lợi nói, con người của tôi uống chút rượu vào liền cuồng, tối hôm qua uống say, cho đến mới làm ra hành động vô lễ với quan tiểu tỷ. Tôi rất hối hận, sau khi về nhà, cha tôi đã phê bình tôi, cậu của tôi cũng phê bình tôi, bọn họ bắt tôi đến xin lỗi ngay mặt chủ nhiệm trương, nói đến đây, hắn phát hiện ra mình không còn gì để nói nữa, nuốt nước bọt, đôi mắt nhìn Trương Dương một cách trông mong. Trương Dương uống trà, Bỗng nhiên đặt mạnh tách trà xuống bàn, giận dữ hét quỳ xuống. Trương đại quan nhân thường không nổi nóng, nhưng mà khi nổi lên rồi thì vương bát khí tỏa ra khắp nơi, khí thế cường đại như thủy triều cuộn trào ra bốn hướng, chỉ khổ cho hai vị trước mặt của hắn mà thôi. Thạch Thắng Lợi bị tiếng hét của Trương Dương làm cho sợ đến mức tim phổi như muốn rớt ra ngoài vậy, hai chân mềm nhũn, quỳ cái dầm xuống đất, hắn ta thật sự là bị đánh đến sợ rồi, lúc quỳ xuống rồi mới nhớ ra là bên cạnh còn có người đứng xem trong lúc đang tự oán, thì phát hiện ra mạnh sĩ cường bên cạnh đã quỳ xuống cùng hắn. Thạch thắng lợi liền buồn bực, tôi quỳ, ông quỳ theo làm gì hả, con mẹ nó đây đâu phải là lúc nói nghĩa khí đâu. Chỉ là có người quỳ chung, dù sao cũng là một chuyện tốt, khuất nhục được chia sẻ, giảm bớt được phân nửa. Lúc mạnh sĩ cường quỳ xuống căn bản là không suy nghĩ gì hết, Trương Dương đột nhiên kêu lên một tiếng như thế, ông ta vốn đang do dự, nhìn thấy Trương Dương thì nên nói như thế nào đây nhỉ, ngày hôm nay rốt cục có quỷ hay không vốn còn đang do dự bị trương dương hét cho một tiếng ma xui quỷ khiến thế nào ấy mà lại cùng quỳ với thạch thắng lợi mạnh sĩ cường quỳ xong trong lòng liền hối hận mẹ kiếp mình không phải có bệnh chứ hắn nói với thạch thắng lợi mà quỳ cũng là kêu thạch thắng lợi quỳ có liên quan cái đếch gì đến mình đâu con mẹ nó mình thật sự là bị coi thường rồi nhưng quỳ cũng đã quỳ mình cũng không thể nào đứng lên không biết xấu hổ được dù sao thì da mặt cũng đã mất rồi muốn tìm cũng không tìm lại được trong lòng trương dương vui vẻ hai đứa cháu trai bây giờ đã thành thật rồi trương dương cố nín cười đắn đo một chút rồi làm ra vẻ mặt kinh ngạc quản lý mạnh ông làm cái gì vậy tôi kêu hắn quỳ không kêu ông quỳ mặt của mạnh sĩ cường đỏ rực lên như là mông của khỉ vậy xấu hổ đến nổi ngay cả một chữ cũng không nói ra được trương dương đi qua đỡ lấy mạnh sĩ cường vỗ vỗ vai của ông ta nói quản lý mạnh ông nghĩ cái gì tôi đã hiểu rồi, vốn chỉ là việc nhỏ, chỉ cần kêu cục trưởng mạnh gọi điện thoại là được. Trong lòng mạnh sĩ cường liền hận, tôi đã quỳ cho cậu rồi, lúc này cậu lại còn giả bộ làm người tốt, còn có ý nghĩa chó má gì nữa, lời này sao cậu không nói trước khi tôi quỳ ấy. Ông thấp giọng nói, chuyện nhà ở. Trương Dương nói, công trình xây dựng bận lắm, tạm thời không rãnh. Mạnh sĩ Cường nói, không phiền phức các người, tôi tự mang người đến đập, chủ nhiệm Trương xem, Trương Dương tươi cười đầy mặt, nói tốt lắm, đập thì cứ đập đi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn thi công. Nghe thấy Trương Dương rốt cục đã đồng ý đập nhà, mạnh sĩ cường như chút được gánh nặng, lúc này trong lòng cảm thấy chua sót, nhà của mình, cuối cùng phải đi quỳ lại người ta để xin đập, con mẹ nó đây là chuyện gì, uất ức quá, nước mắt thiếu chút nữa đã chảy xuống, ông cố nén ủy khuất nói cảm ơn chủ nhiệm Trương, nhìn kìa, còn phải nói cảm ơn nữa. Trương Dương cười nói, không cần cảm ơn, ông đi trước đi, có việc tôi sẽ tìm ông. Mạnh sĩ cường gật đầu, xoay người chạy như bay ra khỏi cửa phòng làm việc, trong lòng nói tôi sợ cậu rồi, cả đời này cũng không muốn giao tiếp với cậu đâu. Trương Dương không cho Thạch Thắng Lợi đứng lên, hắn cũng không dám đứng lên, mở to mắt nhìn Trương Dương, trong lòng nói tôi quỳ trước, vì sao anh lại đỡ mạnh sĩ cường đứng lên. Con người đề tiện cũng có một mức độ, nhưng đề tiện đến mức này thì đúng là khó có được, cho dù đã quỳ rồi nhưng trong lòng thạch thắng lợi vẫn cảm thấy bất bình trương dương nói cậu biết sai chưa thạch thắng lợi thấp giọng nói biết sai rồi cậu sai ở chỗ nào thạch thắng lợi nói tôi không nên trêu chọc quan tiểu tỷ tôi không nên uống rượu trương dương nói cậu vẫn chưa nhận ra được vấn đề thạch thắng lợi cũng không phải là kẻ ngu lập tức ngộ ra tôi không nên dây vào anh quả thật hắn chọc ai không chọc lại đi chọc ngay trương dương làm cho mặt mũi bầm dập, không chỉ là bị thương về thể xác, mà ngay cả tâm hồn cũng bị tổn thương thật lớn. chương 550, quỳ xuống hạ hai. Trương Dương gật đầu nói, tôi và cha của cậu, cậu của cậu đều là đồng sự, nói ra cũng là trưởng bối của cậu, ngày hôm qua tôi giáo huấn cậu là vì muốn tốt cho cậu, cậu sẽ không vì vậy mà ghi hận tôi chứ. Thạch Thắng Lợi lắc đầu nói, tôi không ghi thù, thật đấy. Lúc này ngay cả hắn cũng cảm thấy bản thân rất đê tiện trương dương nói đứng lên đi đến ghế sofa ngồi tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu thạch thắng lợi thành thật đứng lên đi đến ghế sofa ngồi xuống hai tay đặt lên hai thành ghế bất an nhìn trương dương từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng nghiêm chỉnh như vậy trương dương nói cậu không nhận ra quan chỉ tình thạch thắng lợi lắc đầu nói tối hôm qua không nhận ra nhưng ngày hôm nay tôi xem báo mới nhớ ra lúc trước tôi đã từng xem cô ta thi đấu nếu như nhận ra cô ta tôi sẽ không dám làm vậy đâu. Trương Dương cười lạnh nói, tối hôm qua cậu cũng đủ cuồng đấy. Thạch Thắng lợi cúi đầu, sau một hồi mới nói, tôi cho rằng cô ta là tiểu thư của Hải Thiên. Đột nhiên Trương Dương cả giận nói, thối lắm, hắn vừa giống lên, làm cho Thạch Thắng lợi sợ hết hồn, lại quỳ cái rầm xuống đất. Trương Dương nhìn Thạch Thắng lợi như chim sợ cành cong, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, lá gan của thằng nhãi này đúng là quá nhỏ thật hắn khoát tay áo nói cậu đứng lên đi, tôi không kêu cậu quỳ. Sau khi quỳ qua một lần, Thạch Thắng Lợi tự nhiên không cảm thấy khó khăn nữa, hắn đứng dậy, ngồi xuống ghế sofa, đánh chống lảng, tôi ngồi không ổn. Trương Dương nói, Hải Thiên có tiểu thư sao? Thạch Thắng Lợi nói có, tiểu thư đẹp không ít, lúc trước tôi hay đến chỗ đó chơi. Nói đến đây hắn bỗng nhiên nhớ ra một việc, tối hôm qua hắn nhìn thấy quan chỉ tình đẹp, cho nên đã hỏi thăm đoạn kim long xem có phải là tiểu thư của hải thiên không lúc đó đoạn kim long cười gật đầu bây giờ thạch thắng lợi mới ngộ ra cái này không phải là do đoạn kim long âm thầm cố ý chứ trương dương nhìn thấy biểu tình của hắn khác thường thấp giọng nói nhớ ra cái gì thạch thắng lợi nói là đoạn kim long nói cho tôi biết cô ta là tiểu thư của hải thiên là hắn nói như vậy với tôi hàng lông mày của trương dương nhíu chặt lại một chỗ cậu xác định thạch thắng lợi nói tôi xác định tuy rằng lúc đó tôi say nhưng mà nhớ kỹ là có hỏi qua ông ta ông ta gật đầu trương dương nở nụ cười chuyện này trước tiên cậu đừng nói cho ai biết thạch thắng lợi nghiến răng nói tôi hiểu rồi ông ta lập bẫy đẩy tôi vào cố ý làm xấu quan hệ của chúng ta tôi sẽ không tha cho ông ta trương dương thầm nghĩ trong lòng tên đoạn kim long này đúng là không phải thứ tốt hắn nói với thạch thắng lợi cậu hãy nghe tôi nói chuyện này trước tiên không nên nói ra chờ khi tôi quyết định trả cục tức này, sẽ báo cho cậu biết. Thạch Thắng lợi gật đầu, chủ nhiệm Trương, tôi nhất định phải chút cục tức này ra. Trương Dương cười nói, cậu về trước đi, nên làm cái gì thì làm, chuyện hải thiên tôi chưa lên tiếng, thì cậu không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thạch Thắng lợi đi rồi, Trương Dương gọi điện cho Trương Đức Phóng, Trương Đức Phóng cười nói, thế nào? Thạch Thắng lợi đến xin lỗi cậu à? Trương Dương nói, chuyện kia tạm thời tôi không truy cứu nữa. Trương Đức Phóng nghe Trương Dương nói như vậy, trong lòng đã rõ ràng, 10 phần là thạch thắng lợi đã quỳ xuống rồi, thằng nhãi này tuy rằng hơi khốn nạn, nhưng đến thời điểm mấu chốt cũng thức thời, Trương Đức Phóng nói không truy cứu là tốt nhất, tôi cũng đỡ khó xử. Trương Dương nói quan chỉ tình bị quấy dày tại Hải Thiên, bên Hải Thiên phải gánh chịu một phần trách nhiệm chứ. Trương Đức Phóng biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, bằng không thì sẽ không trả hộp nhân xâm về, gã cười nói cậu nói nên làm sao, tôi chuyển lời. Trương Dương nói cuối tháng sẽ tổ chức một trận đá bóng của ngôi sao, do đội bóng ngôi sao ở Hồng Kông đá với đội bóng nữ Bình Hải chúng ta, bây giờ đã liên hệ hết rồi, chỉ thiếu bên tài trợ thôi. Trương Đức Phóng vừa nghe liền hiểu rõ, Trương Dương muốn đoạn kim long ra tiền, mà số tiền này phải đưa ra ngoài sáng, gã cười nói cậu nói cho tôi rõ chút, đại khái là cần bao nhiêu kinh phí. Trương Dương nói khoảng 2-300 ngàn, chủ yếu là phí chiêu đãi, chứ bên đội bóng Hồng Kông không cần tiền. Trương Đức Phóng nói tốt, tôi nói giúp cậu. Đoạn Kim Long nghe Trương Dương nói là muốn 300 ngàn, nhất thời có chút không vui, vì sao chứ? Vì sao tôi phải đưa cho hắn 300 ngàn để tài trợ trận đấu này? Quan chỉ tình bị quấy dày, là thạch thắng lợi gây họa, tại sao tôi phải ra tiền? Hắn muốn tiền, đi tìm thạch thắng lợi mà đòi. Trương Đức Phóng nói, ông có thái độ gì thế? Không phải chỉ là vài trăm ngàn thôi sao? Có cần phải tiếc thành như vậy không? việc buôn phải cũng phải hiểu hồi báo chứ. Đoạn Kim Long nói, mỗi năm tôi đều đi quyên phúc lợi, nhưng chưa từng bị người ta buộc phải quyên tiền. Trương Đức Phóng nói, quan chỉ tình bị quấy dày tại Hải Thiên, ông dám nói là Hải Thiên không có một chút trách nhiệm không? Đoạn Kim Long trột dạ, dù sao thì chuyện đó cũng là do ông ta đốt lên, nếu như lúc đầu biết ngọn lửa này sẽ có lúc quay lại đốt mình, thì ông tuyệt đối sẽ không xúi dục thạch thắng lợi, từ sau khi xảy ra chuyện, ông luôn thấp thỏm bất an, rất sợ Thạch Thắng lợi nghĩ đến mình, nhưng hiện nay xem ra, trong mâu thuẫn giữa Thạch Thắng lợi và Trương Dương, thì cũng chẳng có ai tìm mình gây phiền phức cả, nhưng mà Trương Dương lại muốn 300 ngàn. Trương Dương nói, con người của Trương Dương tôi rất hiểu, hắn chỉ cần mở miệng là không thay đổi, chuyện của Quan Chỉ Tình đã làm cho hắn cảm thấy căm tức, 300 ngàn này quả thật có chút nhiều, nhưng mà hắn mượn phương thức này để chút giận, nếu như ông mà đắc tội hắn, sau đó sẽ không biết còn chuyện gì xảy ra với ông nữa. Đoạn Kim Long nói, tôi sợ hắn sao? Trương Đức Phóng biết miệng của ông ta cứng thôi, cũng không lo lắng. Trương Đức Phóng nói, gần đây ông nên thu tay lại một chút, chuyện của quan chỉ tình ảnh hưởng rất xấu, Hải Thiên sẽ biến thành tiêu điểm, ông chỉnh đốn lại quản lý khách sạn, đừng để người ta nắm được cái gì. Đoạn Kim Long gật đầu. Trương Đức Phóng rời khỏi phòng làm việc của đoạn Kim Long, đi đến chỗ của Trung Hải Yến, cửa phòng cũng không khóa, mở cửa ra nhìn vào bên trong, Trung Hải Yến đang loay hoay trước máy vi tính. Trương Đức phóng gõ cửa phòng, cười tủm tỉm đi vào trong. Trung Hải Yến nhìn thấy gã ta, liếc gã một cái rồi không phản ứng, ánh mắt tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. Trương Đức phóng tiện tay đóng cửa phòng lại, đi đến phía sau Trung Hải Yến, tay phải khoát lên vai của cô, Trung Hải Yến nhúng vai hất tay của gã xuống, có chút cả giận nói: "Tôn trọng một chút, chú ý hình tượng công an." Audio điện tử Võ Tấn Bền